Đào Minh Quân anh hùng cứu nguy dân tiền, quên thân mình ngày ngày chung lo việc nước. Một đời thề dân chiến đấu không ngại ngùng vì nước hy sinh cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam Đào Minh Quân dân đang chờ ngày vui non, xóa tan bao nỗi lòng than. Việt Nam Đào Minh Quân xây cờ đồ hồn thiên sông núi, ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Đào Minh Quân anh hùng cứu nguy dân tiền, quên thân mình ngày ngày chung lo việc nước. Một lời thề dân chiến đấu không ngại ngùng vì nước hy sinh cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam Đào Minh Quân dân đang chờ ngày vui nó ấm, xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam Đào Minh Quân xây cờ đồ hồn thiêng sông núi, ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Xưa trên quê hương tôi bão tố tơi bời, mẹ vượt đại dương ra khơi lênh đênh trên chiếc thuyền con. Chỉ vượt đèo cao qua bao gian lao thân xác hao mòn, còn lại người cha chung thân đêm đêm trong chốn ngục sâu. Và giờ đàn con ngây thơ năm xưa đã lớn khôn dần, một lòng vì dân noi gương ông cha đúng chỉ tay trai. Nguyện cùng ngày mai tương lai non sông không màn đêm tối, nguyện cùng hồn thiêng anh linh năm xưa gục chết trong tù. Một ngày không xa trên quê hương ta đồn mới tươi màu, vang vạn lời ca ca vang vang xa hai tiếng tự do. Người người tự do cho quê hương ta thay màu áo mới, nụ cười thật tươi trên đôi môi em hằn vết khô cằn. Giờ đàn con ngây thơ năm xưa đã lớn khôn dần, một lòng vì dân noi gương ông cha đúng chính tay trai. Nguyện cùng ngày mai tương lai nói sống không màn đêm tối, nguyện cùng hồn thiên anh linh năm xưa gục chết trong tù. Một ngày không xa trên quê hương ta đổi mới thay màu, màu cờ tự do tung bay bay cao cao vút
từng say. Người người tự do cho quê hương tôi sánh cùng thế giới. Rằng người Việt Nam dân tôi hôm nay đầy những anh tài. Người người tự do cho quê hương tôi sánh cùng thế giới. Rằng người Việt Nam nơi đây hôm nay đầy những anh tài. Chúng ta nghe xong bài này và chúng ta bắt đầu để Hồng Tôn chuẩn bị một số vấn đề. Việt Nam vẫn dân chủ dạng người anh đô quang vinh, quyết chi hy sinh cho dân nước Nam được thái bình, đem ấm nó cho dân ta hết muôn đời lầm than. Việt Nam tân dân chủ chiều người đồng tâm đi tới khắp chốn muôn nơi đem tâm huyết tỏ thắm núi sông xóa bóng đêm đen cho dân có nhân quyền tự do vững chí tiến bước dân Việt Nam anh dũng kiên cường tay trong tay ta nào ngại chi muôn vạn gian khó thắp sáng anh đua tân Việt Nam soi sáng muôn nhà cho tương lai thăng hoa nước non Việt ngàn năm sáng tươi. Việt Nam tân dân chủ dạng người anh đô quang vinh, quyết chi hy sinh cho dân nước Nam được thái bình, đem ấm nó cho dân ta hết một đời lầm than. Việt Nam tân dân chủ chiều người đồng tâm đi tới khắp chốn muôn nơi đem tâm huyết tỏ thắm núi sông xóa bóng đêm đen cho dân có nhân quyền tự do vững chí tiến bước dân Việt Nam anh dũng kiên trong tay ta nào ngại chi muốn tan gian khó thắp sáng anh đua tân Việt Nam soi sáng muôn nhà cho tương lai thăng hoa nước non Việt ngàn năm sáng tươi vững chí tiến bước dân Việt Nam anh dũng kiên cường tay trong tay ta nào ngại chi muốn tan gian khó thắp sáng anh đua tân Việt Nam soi sáng muôn nhà cho tương lai thăng hoa nước non Việt ngàn năm sáng tươi. Rồi, Hồng Tôn kính chào quý cô dì chú bác và quý anh chị em. Hôm nay Hồng Tôn muốn nói tới cái đề tài của Hồ Chí Minh. Vì Hồng Tôn nghĩ đó, dân tộc chúng ta đó phải cần nhớ tới cái con người này, phải cần biết tới con người này. Vì chính Hồ Chí Minh đó, nó làm cho dân tộc chúng ta đó là giết, cái là tự giết lẫn nhau. Nó làm cho con cháu mà hiện tại của chúng ta đó là học theo cái nó gọi là cái tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh. Nhưng thực sự ra đó, cái tư tưởng đó nó có đạo đức hay không, chúng ta phải đặt những cái câu hỏi đó. Vì đây đó là cái kiếp nạn của dân tộc, nên chúng ta phải hiểu rõ cái con người Hồ Chí Minh là ai, là như thế nào. Nên Hồng Tôn muốn nhắc lại đó, để cho tất cả chúng ta phải phổ biến. Nhưng trước khi mà tìm tới cái đi sâu vô trong cái vấn đề của Hồ Chí Minh đó, Hồng Tôn muốn nhắc nhở là chúng ta đó, bây giờ chúng ta chỉ ý thức được một vấn đề thôi, là chúng ta cần cái Đảng Cộng sản Việt Nam á trưng ra cái vân tay và cái DNA của Hồ Chí Minh, cái đó là cần thiết nhất. Vì á, mình nói như vậy để mình phổ biến luôn cho những người mà con cháu, hoặc là cho những người mà ủng hộ cái Đảng Cộng sản Việt Nam, hoặc là đã bị nhồi sọ bởi cái giáo dục của Hồ Chí Minh. Thì chúng ta chỉ cần á, là những người đó luôn biết được
là phải trưng ra cái vân tay của Hồ Chí Minh và luôn cả cái DNA. Mình chỉ cần đặt ra một cái câu hỏi như vậy thôi, mình không cần phải đi hùng biện này kia mất công, vì đối với cái tụi Đảng Cộng sản Việt Nam á, là nó luôn chối và nó luôn giống như là không muốn trả lời trực tiếp vô trong cái câu hỏi mà người dân Việt Nam đang cần hỏi ở cái thời điểm này. Vì nó đã dùng Hồ Chí Minh á, nó đưa vào cái tư tưởng của dân tộc của chúng ta đó, đối với người miền Bắc á, là cũng đã 7-80 năm. Và đối với người miền Nam á, sinh ra từ miền Nam và lớn lên và trong cái sau khi cái nó cướp miền Nam thì giờ cũng đã 40-45 năm rồi. Nên chúng ta đều phải đặt ra cái câu hỏi Hồ Chí Minh là ai? Vì chính khi Tổng thống Đào Minh Quân trở về nước Việt Nam là sẽ trưng bày ra những cái mà Tổng thống đã làm trong mấy chục năm qua. Trước tiên là lật mặt Hồ Chí Minh tại UNESCO. Và còn tôi tin tưởng rằng đó, là khi mà chính phủ nắm được chính quyền, chính phủ có truyền thông, thì chắc chắn cái sự thật của Hồ Chí Minh sẽ được phơi bày trên truyền thông. Đó. Và những người nào mà theo gót của Hồ Chí Minh mà không quay đầu lại với người dân, không quay đầu lại với dân tộc thì là phản quốc. Và chính những người đó sẽ bị tù tội hoặc là những án tử hình nếu mà chứng minh được trong ra tòa mà chứng minh được những người đó mang những tội phản quốc. Mình nhìn chung trong cái tệ nạn xã hội á, hiện nay đó mà chúng ta thấy đó, thì nó bắt nguồn từ vấn đề giáo dục. Vì một cái xã hội nó đi tới suy giống như là thịnh suy á, là nó do nền giáo dục. Vậy chúng ta hãy nghĩ lại cái nền giáo dục mà Đảng Cộng sản Việt Nam đó gieo rắc hoặc là giống như là dạy dỗ cho con cháu của chúng ta tới tận bây giờ, thì nó mang một cái mầm móng gì ở trong cái tư tưởng của con cháu Việt Nam bây giờ. Giống như nó có cái dòng tư tưởng là từ khi mà kết thúc cái 30 tháng 4 năm 75 á, là người Việt Nam Cộng Hòa đó ở miền Nam di tản ra nước ngoài. Mình có thể kêu là đi tị nạn, nhưng hoặc mình có thể kêu là đi di tản cái chiến lược theo Hoa Kỳ, rút về bên nước ngoài. Thì tới tận bây giờ đó, những cái người mà đã theo Cộng sản lớn lên trong cái nôi của Cộng sản, được giáo dục bởi Cộng sản này kia, mà vẫn còn bảo vệ cái Đảng Cộng sản Việt Nam, thì Hồng Tôn hỏi những người đó như thế này. Hiện tại đó, một cái đảng nó cho nó là nắm chính quyền trong toàn vẹn lãnh thổ đất nước đã là 45 năm rồi. Nhưng những cái gì nó làm cho đất nước á, tại sao tới bây giờ luôn, những cái dòng người dân Việt Nam cũng phải bỏ nước ra đi trong đủ mọi hình thức. Luôn cả đảng viên cũng bỏ nước ra đi trong đủ mọi hình thức. Đi Nhật thì trốn ở Nhật, đi Hàn thì trốn ở Hàn, đi Đài Loan thì trốn ở Đài Loan, đi Đức thì trốn ở Đức, đi Pháp thì trốn ở Pháp. Có là mình thấy những cái vấn đề đó mà người Việt bây giờ nó giống như là dùng đủ mọi hình thức mà để chạy ra khỏi cái nước Việt Nam. Vì sao? Ở cái tình trạng bây giờ đó, giống như mình coi lại những cái lùm xùm gần đây về cái ví dụ mà 39 người chết ở trong cái container đó. Vậy mình đặt ra cái câu hỏi, 39 người chết đó, là những người đó là những người có tiền chứ không phải là những người không có tiền. Và điều tra ra được có nhiều người ở trong đó là phải tốn khoảng 30.000 bảng Anh. 30.000 bảng Anh là nói tiền mà đô Mỹ chắc cũng phải là khoảng 40.000 đô Mỹ. Còn nói Úc chắc cũng phải là gần 60.000 đô. Phong để chạy mà chạy theo cái dạng đường bộ từ biên giới này qua biên giới nọ đủ thứ cái đó. Phong tại sao cái đảng Việt Nam, đảng Cộng sản Việt Nam á, nó làm gì mà tới tận bây giờ luôn những người có tiền bây giờ người ta không đi được chính thức, mà bây giờ người ta phải tìm cách đi đủ mọi hình thức và đi lậu. Và mình coi lại hết tất cả
những cái người mà đi lậu này kia nọ đó là thế hệ trẻ không? Thế hệ trẻ không? Không, vì thế hệ cha của họ đó, cha mẹ của họ này kia nọ đó, không biết làm bằng hình thức nào mà vẫn có tiền, phải không? Để rồi á, giống như là không đủ tiền để đi chính thức, nên vẫn đủ tiền để đi kêu là đi chui, đi lậu. Vậy những người đó thì nghĩ gì về trong cái thế hệ mà trong cái nền giáo dục của Việt Nam? Vì những cái tệ nạn đó mà chúng ta thấy ngày hôm nay đó, thì nó đã trồng, giống như cái kết quả của những cái cây mà nó trồng ngày hôm nay đó, là mình phải nói cái kết quả đó nó đã trồng từ mấy chục năm trước, từ cái thế hệ cha mẹ của những người đó cho tới thế hệ của họ bây giờ, là mình coi về giáo dục. Và cái Đảng Cộng sản Việt Nam đó, nó dùng Hồ Chí Minh đưa vào trong cái nền giáo dục của Việt Nam. Nó muốn xóa đi cái văn hóa của dân tộc Việt Nam. Dân tộc Việt Nam của chúng ta, từ cha ông chúng ta, từ dựng nước, giữ nước cho tới bây giờ này kêu nọ. Đúng. Mà bây giờ đó, nó đưa thằng Hồ Chí Minh vô, mà thằng đó chúng ta biết đó, là nó giết người là khỏi nói. Phải không? Nó giết người là như ngoé. Nó dụ mà cái chết mà của, ví dụ mà trong cải cách ruộng đất thì chúng ta đã thấy đó. Phải không? Nó giết mà nó giết rất là dã man luôn á. Giết chôn sống, giết cái kiểu mà dã man, chứ không phải là chỉ là giết mà nhẹ nhàng đâu. Vậy chúng ta, đồng bào, nguyên một cái dân tộc đi học cái đạo đức của nó, thì thằng Tôn nghĩ cái đạo đức nó nằm ở đâu? Mà tới tận bây giờ luôn á, đồng bào chúng ta nếu không ý thức được cái việc này, thì mình nghĩ những người chết đó, những người mà chết oan đó, là do ai gây ra? Hoặc là những cái bậc cha mẹ của những cái người chết, cái người mà chạy tị nạn này, mà chết trong cái container đó, nghĩ gì khi bảo vệ cái Đảng Cộng sản Việt Nam? Vì trong những cái tin mà lùm xùm trên Facebook, mà giống như là trong cái thông tin mà tự phát này kia, thì trong đó có những em mà dư luận viên, có là những em đó là giống như trong cái thời mà chống Formosa năm 2016 đó, không? Thì những người đó là những cái người mà đứng lên cái kiểu là bảo vệ Đảng để chống những người biểu tình, mà cuối cùng rồi họ cũng phải bỏ nước ra đi bằng hình thức lậu này kia nọ, và cuối cùng để chết oan ở trong cái container như vậy. Vậy bậc cha mẹ đó hãy nghĩ gì? Cái lỗi là đâu phải, Hoàng Tôn, theo Hoàng Tôn đánh giá, cái lỗi không phải là lỗi của thế hệ trẻ. Không phải. Cái lỗi đó là lỗi bậc cha mẹ. Những cái tệ nạn mà đất nước chúng ta gánh chịu ngày hôm nay là mình phải nói tới cái thế hệ trước. Họ trồng cái cây, họ gieo cái hạt. Mà khi họ trồng cái cây, họ gieo cái hạt, họ không biết chăm sóc, để ngày hôm nay đó, cái kết quả chúng ta nhận được đó, là toàn là trái đắng. Giống như thằng Tôn nhìn lại trong cái tệ nạn, cái kiếp nạn của dân tộc chúng ta, hiện tại chúng ta nhận trái đắng trong bất kể mọi hình thức luôn. Bất kể mọi hình thức luôn. Chúng ta nhìn xung quanh ở đâu đó, chúng ta toàn là thấy trái đắng. Chúng ta phải nghĩ sâu vô trong vấn đề này. Rồi chúng ta đặt ra những cái câu hỏi, những cái người mà theo Đảng, những người mà đang cai trị dân tộc Việt Nam, mục đích họ làm như vậy để làm gì? Những người đó, theo Hoàng Tôn nhận định, họ đâu có cái đầu. Nó không có cái đầu mà họ lãnh đạo, có nghĩa là họ làm tay sai mà thôi cho tàu cộng, mà khởi nguồn bắt đầu là thằng Hồ Chí Minh. Vì trong những ngày sắp tới đó, khi chính phủ, khi Tổng thống Đào Minh Quân về nước đó, thì chỉ có Tổng thống Đào Minh Quân là đối đầu trực tiếp với Hồ Chí Minh và cái tập đoàn Cộng sản Việt Nam bán nước buôn dân.
để cho dân tộc Việt Nam trắng mắt ra hiểu tới Hồ Chí Minh là ai. Mà cái đảng Cộng sản Việt Nam hiện tại nó vẫn dùng những cái con người mà giáo sư, tiến sĩ, những cái con người mà trong cái việc mà giáo dục này kia đó, vẫn nói, vẫn kể, vẫn ra rã về trong cái Hồ Chí Minh. Nên chúng ta phải nhớ trong lòng chúng ta là chúng ta cần cái bằng chứng là cái vân tay và cái DNA của Hồ Chí Minh để đưa sự thật ra ngoài ánh sáng của quốc tế, để cho biết Tàu Cộng nó có âm mưu cướp nước Việt Nam, diệt chủng dân tộc Việt Nam, và nó đang làm như vậy, và nó đã làm và đang làm và tiếp tục làm như vậy. Những ngày tháng sắp tới đó, chúng ta sẽ thấy là cái dòng chính trị đó của phe chính nghĩa đó đã quay trở lại sau mấy chục năm, để cho dân tộc Việt Nam chúng ta trắng mắt ra đó, để biết sống chung với cái đảng Cộng sản, sống chung với cái bọn tay sai của Hồ Chí Minh, và được kết quả gì. Những người mà giống như là họ cho là ngụy này kia nọ thì mình không nói, họ cho là mình là kẻ thù không nói. Vậy đối với những người mà đảng viên á, hoặc là những người dân mà đã theo đảng, theo Cộng sản, vậy những người đó được cái kết quả gì của ngày hôm nay mà phải bỏ tiền ra chạy tị nạn theo cái kiểu mà mình có thể nói là theo cái kiểu lao động, hoặc là theo kiểu bất kể hình thức nào, nhưng mà đã đi kêu là đường mà không có chính thức để đi vượt biên giới, cái đó là đã phạm pháp rồi. Mà tại sao phải giống như là đánh liều mà đi cái kiểu giống như vậy? Đó, mình phải đặt ra cái câu hỏi đó cho những người đó. Những người đó là những người có tiền. Những người có tiền họ bỏ ra một lần là 30.000 bảng Anh, một cái số tiền rất lớn, không phải nhỏ. Vậy trong khi nguyên một cái dân tộc của chúng ta, đồng bào chúng ta nghèo đói, miếng ăn thì làm hàng ngày, mà nhiều khi hôm nay ăn buổi tối rồi không biết ngày mai có công việc làm mà để ăn bữa ngày mai hay không. Cả một dân tộc phần đông là như vậy. Đó, bây giờ chúng ta thấy thế giới người ta khui ra đấy. Dân tộc Việt Nam bây giờ là con cháu Cộng sản, là đi tới đâu là trốn tới đó hết. Rồi Cộng sản Việt Nam cổ suý cho cái việc mà xuất khẩu lao động, người ta xuất cảng hàng hóa hay này kia, còn mình xuất cảng lao động, mình dùng xương máu của dân tộc Việt Nam để đi lao động ở nước ngoài, để gửi tiền về này kia nọ để nuôi đảng. Vì cái tiền của Hồ Chí Minh là cái tiền đi chùi đít, nó không làm được cái gì hết đó. Nên nó phải cổ suý cho cái việc mà đi lao động nước ngoài, để lấy cái đồng tiền nước ngoài về để trao đổi với nó, để nó đưa cái giấy chùi đít đó cho dùng để nuôi cái đảng đó, nó tồn tại. Vậy thử hỏi những người mà theo đảng, theo Cộng sản này kia đó, có hãnh diện là người Việt hay không? Bây giờ là những cái người đảng viên nè, luôn ở trong nước đó, mình có thấy hãnh diện hay không? Mình có thấy những cái gì mà đảng Việt Nam đem lại cho dân tộc Việt Nam đó, mình có hãnh diện hay không? Hay là mình nhục mặt? Hay là mình nhục? Bây giờ những cái người đảng viên đó có bỏ tiền ra đi nước ngoài này kia nọ đó, phải không? Phải đi tìm cái chỗ nào mà không có người Việt chúng rút đâu, trong hốc bà tó nào đó. Nhưng mà từ từ người ta cũng khui ra, người ta cũng đưa lên này kia nọ, rồi cũng tìm chạy trốn này kia. Đã sống ở nước ngoài mà cũng phải chạy trốn, tại vì không có muốn người ta khui ra mình là đảng viên hoặc là như thế này như kia nọ. Vì người ta biết ra cái tự nhiên mình cảm thấy nhục, con cháu mình cũng nhục lây luôn.
Đó. Còn bây giờ nè, cái việc đó chúng ta không có cách nào để thay đổi được hết. Vì cái đó là cái kiếp nạn, chúng ta không có cách nào để thay đổi được hết. Phải không? Những cái gì mà nó qua, nó đã qua. Chúng ta không còn cách nào thay đổi. Nhưng những cái gì nó sắp tới nè, chúng ta có thể thay đổi. Toàn dân Việt Nam, luôn cả đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, vẫn còn có thay đổi được. Chỉ cần cởi chiếc áo Cộng sản xuống, bỏ cộng còn việc, ủng hộ Tổng thống Đào Minh Quân, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Tại sao phải lấy lại đất tổ? Vì chính những cái chóp bu của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bán nước Việt Nam rồi. Đã bán nước Việt Nam rồi. Thì luôn cả những người đảng viên mà ở cấp dưới này kia nọ đó, cũng là nô lệ của tàu hết. Cũng là nô lệ của tàu hết. Thì tại sao đó chúng ta không bỏ cái áo Cộng sản xuống, trở về với dân tộc, ủng hộ Tổng thống Đào Minh Quân, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Và chính phủ, Tổng thống có Hoa Kỳ là đồng minh yểm trợ, và chúng ta có Liên Hiệp Quốc sẵn sàng yểm trợ, hỗ trợ cho dân tộc chúng ta, cũng giống như là hồi xưa mà Nhật và Hàn Quốc này kia đã được Mỹ đào tạo này kia nọ như thế nào và họ phát triển ra sao, thì chúng ta đã nhìn thấy cái sự thật đó. Như bây giờ, chứ không giống như đảng hồi xưa, đảng tuyên truyền nước Mỹ đi cướp ai, họ thả hai trái bom nguyên tử xuống Nhật, rồi sau đó họ hỗ trợ nước Nhật đạt được cái kinh tế tới ngày hôm nay như thế nào. Họ mở rộng vòng tay để đào tạo về giáo dục cho con cháu của nước Nhật, của nước Nam Hàn này kia, để quay về đất nước của họ, để đóng góp phát triển đất nước, thì cái nước Nhật và nước Hàn nó phát triển tới ngày hôm nay. Còn riêng cái đảng Cộng sản Việt Nam á, đi theo Nga, Nga sụp đổ thì đi theo tàu, rồi được cái gì? Rồi được cái gì? Những cái người mà đảng viên này kia thì được cái sự hút máu của dân, được những cái tài sản này kia nọ, nhưng cũng đánh đổi lại những cái bị người ta sỉ nhục, nhục mặt mà đi không dám nhìn. Mà những cái đó đó không, nhiều khi mình thấy những cái quả báo đó chưa chờ tới kiếp sau đó, kiếp này nó đã tới rồi. Không, chưa chờ tới kiếp sau, kiếp này nó đã tới rồi, cũng bắt đầu trả giá rồi, đâu phải chờ kiếp sau. Để cho nguyên một dân tộc phải chịu, giống như mình nói cơ hàng, sống tủi nhục, sống bị tàu nó cai trị, bị tàu nó diệt, bị tàu nó hạ độc, đủ mọi hình thức khác. Vậy những người đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam hãy nghĩ gì? Những cái gì mà mình đeo đuổi, những cái gì mà mình tin tưởng là mình sẽ đi tới thiên đàng xã hội chủ nghĩa, vậy con cháu mình á, bây giờ đó phải chạy xúc quần luôn, nằm trong mấy cái chiếc container đó, phong chật chội này kia trong đó, mà không có oxy để thở, chỉ là đi muốn tìm một cái đường tự do, tìm một cái bầu trời tự do, tìm được cái khúc hít được cái không khí tự do. Vậy tại sao không ủng hộ cho Tổng thống Đào Minh Quân đem cái tự do dân chủ đó về trên tận quê hương đất nước của mình? Và toàn dân chúng ta cùng chung tay xây dựng lại một đất nước, đưa dân tộc Việt trở về một thời vĩ đại. Tại sao? Tại sao không làm được? Mà phải để cho con cháu mình phải liều chết, hoặc phải làm một hình thức nào đó, đi những cái đường lậu này kia, chỉ đi tìm một cái bầu trời tự do, một cái không khí, hít không khí trong lành tự do này kia ở hải ngoại. Mà tại sao không ủng hộ cho Tổng thống Đào Minh Quân lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, đem tự do dân chủ về cho dân tộc Việt Nam?
đem tài nguyên khoáng sản của dân tộc Việt Nam, của đất mẹ Việt Nam ban cho cả một dân tộc để trả lại cho người dân. Chứ không phải như đảng Cộng sản bây giờ là lấy tài nguyên của đất nước đi dâng cho tàu cộng. Hết dâng cho Nga rồi bây giờ dâng cho tàu. Rồi cuối cùng rồi đó cũng phải tìm đường để đi chạy tị nạn ở nước ngoài. Và chúng ta đã thấy nó rõ như ban ngày, chứ chúng ta đâu có cần mà nói và xuyên tạc này kia nọ đâu. Biết bao nhiêu là đảng viên cao cấp của đảng Cộng sản Việt Nam chạy xúc quần ra nước ngoài, trong khi hồi xưa là họ cầm AK, họ muốn cướp cho được miền Nam này kia nọ. Vậy họ làm được gì trong mấy chục năm nay? Rồi bây giờ họ cũng phải đi chạy bán sống bán chết ra nước ngoài. Con cháu của họ cũng phải vật vã chạy ra nước ngoài và để chết tang thương như vậy. Cái đó là lỗi của ai? Đâu phải lỗi của những cái thế hệ mà đang bị chịu kiếp nạn đó. Phải nói là cái thế hệ trước. Cái sự nhìn nhận của thế hệ trước nó sai, nên thế hệ sau này phải chịu cái hậu quả cay đắng như vậy. Nên nhìn chung cái tình hình đất nước là chúng ta toàn là thấy trái đắng. Hiện nay chúng ta toàn là thấy trái đắng, không có trái nào ngọt hết. Vậy nếu chúng ta không làm gì nữa thì chúng ta nghĩ tương lai con cháu của chúng ta đó, bây giờ những cái người mà có tiền đó, họ đã, những người cộng sản mà có tiền họ đã chạy như vậy rồi, thì đồng bào nghĩ 20 năm nữa đó, phải không? Nếu mà còn xảy ra 20 năm nữa thì thế hệ sau sẽ chạy đi đâu? Sẽ chết hết. Sẽ bị trúng độc mà chết hết. Đó, nên Hoàng Tôn muốn đánh động lại cái tâm tư của những con người cộng sản. Hãy suy nghĩ đi. Những con người cộng sản đã cướp của dân, hút máu của dân, chà đạp dân, rồi cuối cùng bây giờ chạy, ôm chạy ra hoặc tìm đủ mọi hình thức để chạy ra nước ngoài để cho con cháu họ hít được không khí tự do, sống ở được một cái bầu trời tự do, mà bây giờ để cho chết cay đắng như vậy. Vậy thử hỏi, nếu bây giờ chúng ta không làm một cái gì đó thì thế hệ mai sau của chúng ta sẽ ra sao? Mà chúng ta có một vị tổng thống chính nghĩa hy sinh vì dân tộc. Mà tổng thống Đào Minh Quân á, lại rất là có trí huệ và trí tuệ, nên mới được Hoa Kỳ và đồng minh ủng hộ. Vì sao? Vì ông có cái tâm. Chỉ đưa hai cái hiến pháp của tổng thống đưa ra thôi là Hoa Kỳ họ phải chấp nhận. Lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Lấy lại đất tổ đó là cái quyền của cái người, của cái dân tộc đó. Mà lấy lại bằng cách là không làm khổ dân. Còn cái thứ hai, biết được cái dân tộc mình gặp một cái kiếp nạn, bị thằng giặc nó dùng người mình, giết người mình, nên sẵn sàng bỏ qua bằng cái hiến pháp bỏ cộng còn việc, việc không giết việc. Vậy người cộng sản còn muốn gì nữa? Người cộng sản chính là người cộng sản nhuốm máu đồng bào, chứ không phải người miền Nam. Nếu hồi xưa đó cộng sản Việt Nam không xâm chiếm miền Nam thì đâu có chiến tranh. Chính họ đã bị mắc bẫy của Hồ Chí Minh là tàu cộng để đem quân xâm chiếm miền Nam. Miền Nam chỉ là đỡ những cái đòn thù, đòn tấn công, đòn cướp của Cộng sản Bắc Việt. Rồi họ dựng lên cái mặt trận giải phóng miền Nam cũng đều như nhau. Chứ có lúc nào mà miền Nam đi xâm chiếm miền Bắc không? Đâu có đâu. Chỉ vì khi Hoa Kỳ thả bom ở miền Bắc là vì cái thằng Cộng sản nó vào miền Nam nó cướp. Những người cộng sản đó, bây giờ có ý thức được cái vấn đề đó không? Mình đi cướp
mình cho là mỹ ngụy tàn ác đủ thứ này kia nọ thế, phải không? Vậy tại sao sau mấy chục năm rồi đó, những người cộng sản này kia, con cháu của họ toàn là chạy đi những cái nước tư bản, những cái nước đồng minh của mỹ ngụy hết, để sống đời tự do hết. Vậy cái dân tộc này sẽ làm gì? Những con người cộng sản suy nghĩ như thế nào? Tại bây giờ những con người cộng sản không có còn một cái con đường nào mà để ngụy biện được hết. Không có một cái lý do nào hết. Vì tất cả những cái kết quả mà đảng cộng sản gây ra, đảng cộng sản trồng, và cái kết quả bây giờ là nguyên một cái dân tộc hai trái đắng. Nhìn xung quanh, nhìn đâu cũng đói nghèo và chết chóc. Có tiền cũng chạy xúc quần, đảng cộng sản có tiền cũng phải chạy xúc quần luôn. Tại sao phải như vậy? Tại sao phải chạy? Câu hỏi đặt ra là tại sao phải chạy, trong khi Tổng thống Đào Minh Quân muốn lấy lại cái quyền lãnh đạo của đất nước, trả lại cái chủ quyết cho dân tộc Việt Nam, là mỗi cá nhân chúng ta có quyền, là ít nhất là quyền con người. Tại sao những người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam lại không nghĩ tới cái vấn đề đó? Đây là một kiếp nạn của dân tộc đang bị tàu cộng nó diệt chủng. Mà chúng ta đã thấy nó diệt chủng hàng ngày, nó ngộ độc dân tộc chúng ta hàng ngày. Nó mị dân của nó. Nó mị dân của nó xong, nó ban quyền xuống cho mấy thằng Cộng sản Việt Nam để đi mị dân Việt Nam. Nhất là ngu dân trong vấn đề giáo dục. Đó, những cái em mà chết đó đâu có ý thức được. Coi lại những cái mà thời năm 2016, mấy em đó chống những người mà dân mà Formosa đứng lên biểu tình bảo vệ đảng, nào là mặc cờ đỏ sao vàng, khăn đỏ sao vàng, sơn sao trên mặt cũng cờ đỏ sao vàng này kia nọ. Nhưng những cái em đó đâu có ý thức họ đang làm cái gì. Họ đâu có ý thức. Họ đâu có biết đúng sai, thiện ác chính tà. Tại sao lại như vậy? Vậy mình đổ thừa cho cái thế hệ đó hay là cái thế hệ đi trước? Bây giờ thế hệ đi trước biết sai rồi, không làm gì được hết. Vì thời gian nó đi qua rồi, nó đâu có quay lại được. Nhưng thời gian sắp tới thì sao? Những thời gian sắp tới chúng ta có một tổng thống anh minh tài ba, kêu gọi đại đoàn kết của dân tộc, kêu toàn dân ý thức ra được mình đang bị cai trị bởi tàu cộng. Còn thằng Việt Cộng chỉ là cái thằng tay sai. Mà chúng ta đang cần người dân ý thức được về cái việc kiếp nạn của dân tộc. Vì chúng ta đang làm gì? Chúng ta đang rượt theo cái mật ước Thành Đô, là cái đảng Cộng sản Việt Nam đã ký muốn sáp nhập, nó xin sáp nhập đất nước Việt Nam của chúng ta thành một tỉnh lỵ của tàu. Và nó muốn được quyền tự trị để nó tiếp tục cai trị và hút máu dân tộc Việt Nam tiếp. Rồi cuối cùng nó cũng ôm tiền cho con cháu nó chạy, và nó cứ tái diễn. Và càng ngày nó càng khốc liệt. Càng ngày nó càng khốc liệt. Càng ngày nó càng tệ hơn. Càng ngày càng chết chóc nhiều hơn. Tại sao phải như vậy? Trong khi tài nguyên khoáng sản của dân tộc chúng ta nhiều vô số kể. Chúng ta không cần phải trả nợ công, là dân tộc chúng ta không cần nợ. Cả một dân tộc không có mang nợ. Mà cái nợ đó ai là chủ yếu là chính? Tàu cộng. Mình nhìn mấy cái dự án ở Việt Nam, những cái dự án chiến lược tầm quốc gia là ai nhúng tay vô? Tàu cộng. Toàn là của tàu hết. Mà những cái dự án đó, nó khống lên là mấy ngàn phần trăm hết.
Bởi vậy cái dự án nào đụng tới là toàn là khống lên mấy ngàn phần trăm để cho dân tộc Việt Nam phải chịu cái nợ đó. Còn mấy thằng cộng sản chỉ ăn mấy cái tiền lẻ rồi ôm chạy, đem con cháu nó chạy hết. Tại sao chúng ta không ý thức được cái vấn đề đó? Bởi vậy khi mà dân tộc chúng ta kêu mà đói chất xám, kêu là đói cái đầu, đói cái đầu nó liên quan tới cái vấn đề giáo dục, thì chúng ta dễ bị cai trị và chúng ta dễ bị hút máu. Vì những người mà không có đầu này kia cuối cùng rồi đó, họ sống vì cái bao tử, họ sống không có lý tưởng. Họ sống nay chết mai, không có suy nghĩ sâu xa cho thế hệ mai sau. Nếu mà cha ông chúng ta đó mà có cái tư tưởng giống như bây giờ đó, thì bảo đảm cái dân tộc này đã bị diệt vong lâu rồi. Cái nỗi văn hóa chúng ta, tụi Tàu nó muốn diệt, nó đốt không biết bao nhiêu là cái kiểu mà đốt sách của dân tộc Việt Nam. Nhưng ông bà tổ tiên của chúng ta có cái cách để truyền lại cái văn hóa bằng văn hóa truyền khẩu, nó không có diệt được. Không có diệt được. Chữ viết đó, bắt đầu là bằng nói chứ không phải bằng viết. Người ta nói trước rồi mới viết sau. Thấy đứa nhỏ sinh ra không? Nói trước rồi mới viết sau. Đốt sách có phải viết lại, nhưng nó không có cấm được nói, nên nó không có diệt được cái văn hóa của dân tộc chúng ta. Bởi vậy những cái gì mà Tàu Cộng nó làm cho tới tận bây giờ chứng minh được là nó đi tới đâu nó giết tới đó, nó giết những người trí thức tới đó, nó đốt hết tất cả sách và nó cho là của nó. Vì sao? Vì đốt hết rồi những cái thế hệ sau lớn lên đâu có biết cái gì đâu. Phong và nó giáo dục lại, nó cho là của nó đó. Giống như Hồ Chí Minh đó. Mình coi lại Hồ Chí Minh đi, cha già dân tộc đó, thế hệ trẻ sau này đó đâu có hiểu gì về lịch sử của dân tộc Việt Nam chúng ta. Toàn là Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh không. Đó có phải Hồng Tôn nói đúng không? Nó đốt sạch hết, nó giết sạch những người trí thức hết. Và nó đem cái văn hóa chúng ta, nó dạy lại cho chúng ta. Và nó nói là của nó. Nó đem thằng cha, cái thằng mà kêu là người một người bình thường của nó thôi, nó đem qua nó làm nguyên cả cha và dân tộc của một dân tộc Việt Nam. Và thế hệ chúng ta đã đang chịu những cái cay đắng đó. Vậy những người cộng sản có ý thức ra được cái vấn đề này không? Nói về tới cái tôi cũng không phải. Người cộng sản không có cái tôi. Người cộng sản không có cái tôi. Người cộng sản chỉ có sự ngu dốt và tàn độc. Để rồi đây đó, chúng ta sắp sửa đang đối đầu lại với một cuộc người Việt sẽ giết người Việt tiếp. Nhưng mà lần này thì khác. Lần này người cộng sản không được lòng dân. Hồi xưa đó, người cộng sản phong Mỹ được dân. Nhưng bây giờ đó, người dân càng nghèo, người ta càng hận cộng sản. Còn những người có trí thức, người ta biết cộng sản là ai rồi. Còn người dân càng nghèo càng hận cộng sản. Vì sao? Vì cộng sản bóc lột người dân đến tận xương tủy luôn. Cướp đất này kia, chà đạp này kia, đủ thứ cái. Sống xa dân. Còn có nhiều thằng còn đần độn tới nỗi mà nó muốn cách dân là bằng giống như là người nghèo ở một khu, người giàu ở một khu. Đó, mấy thằng đó. Mà trong khi là nó hút máu, nó tiền của nó có là từ lấy cướp của người dân ra có. Người dân làm è cổ ra nuôi nó và nó phán vào một câu xanh rờn như vậy. Bởi vậy người cộng sản đã mất thế dân. Nếu người cộng sản không ý thức được khi có biến, bảo đảm chết vô số kẻ, mà chết không được
tha không được chôn luôn, không có đất chôn luôn á. Tôi nói thiệt, nếu mà không quay đầu lại với nhân dân, không quay đầu lại với tổ quốc, vì khi mà đệ tam Việt Nam Cộng Hòa trở lại, khi Tổng thống Đào Minh Quân trở lại, là có đồng minh Hoa Kỳ, có Liên Hiệp Quốc yểm trợ trong vấn đề quân sự. Còn nói người Cộng sản lấy cái gì đi đánh? Hồi xưa là nhờ vào cái thế của dân, trốn trong dân. Còn bây giờ đó, vô nhà dân, dân nó xách dao nó chém, trốn ở dưới hầm cầu nó của người dân, người dân lấy nước sôi trụng luôn. Chạy đi đâu? Vì sau khi cướp được rồi, người Cộng sản đâu có nghĩ tới là mang ơn dân. Người Cộng sản là những con người, phải không? Ăn cháo đá vô bát. Giết những cái người mà đã từng cưu mang mình, phản bội đủ thứ đó, nói là người Cộng sản, nói thiệt không còn gì để tả. Nhưng mà bây giờ đó, phải không? Thì Tổng thống Đào Minh Quân cũng hiểu ra được, cũng có thể là những người Cộng sản nó không có lỗi, hoặc là không có học để đi theo những cái thằng ở phía trên, nó mị, nó hứa, nó này nó kia đủ thứ cái đó, phải không? Nhưng bây giờ sắp tới đó, một khi đó, Phong, mà có biến, người Cộng sản nghĩ 5 triệu người của mình đó, Phong, 5 triệu người Cộng sản, 5 triệu đảng viên đó, địch nổi 90 triệu dân mà được Hoa Kỳ và đồng minh yểm trợ không? Tôi chỉ nói thôi. Chỉ cần giống như mà có biến, người dân mà tự động đứng lên xin tham gia vào quân đội để đi sát cộng, súng Hoa Kỳ dư nhiều lắm. Đạn thì khỏi nói. Thấy mấy người dân Hoa Kỳ không? Đạn họ muốn bắn, họ ra, họ mua thùng đạn này tới thùng đạn đó, là dân thường đó. Súng ống đạn dược của Hoa Kỳ có thiếu. Mà thử hỏi khi người dân đứng lên, Phong, vì sao? Mình có trách nhiệm bảo vệ đất nước của mình. Khi mình làm không xong rồi đó, mình mới kêu xin Hoa Kỳ đưa quân đội vô giúp này kia. Trước tiên là mình thể hiện về cái sự yêu nước của mình trước, mình có trách nhiệm trước. Tôi bảo đảm khi người dân biết được mình không còn một con đường nào để thoát ngoài cái việc đứng lên nữa. Mà khi họ đứng lên mà có đồng minh, khi họ đứng lên mà có chính phủ bảo vệ, có Tổng thống Đào Minh Quân bảo vệ, tôi bảo đảm 5 triệu đảng viên chẳng là cái thá gì hết. Khi người dân ý thức được họ không còn một con đường nào để thoát, 5 triệu đảng viên chẳng là cái thá gì hết. Bởi vì Tổng thống hiểu được dù người Việt giết người Việt thì cũng bị trúng kế của Tàu Cộng. Thằng Tàu á, nó đâu có quan tâm, nó cười hả hê luôn. Phóng, ai chết nó cũng cười thôi. Vì dân Việt chúng ta chết, chứ đâu phải dân nó chết. Tổng thống Đào Minh Quân ý thức được, hiểu được cái kiếp nạn của dân tộc Việt Nam. Đó là lý do tại sao khi mà đưa ra hai cái hiến pháp lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, Việt Cộng bỏ Cộng còn Việt, Việt không giết Việt. Những người Liên Hiệp Quốc như Hoa Kỳ, những nước đồng minh họ ủng hộ liền. Vì sao? Cái đường lối của Tổng thống quá là nhân bản. Quá là nhân bản, sẵn sàng tha cho kẻ thù của mình luôn. Là quá là nhân bản. Mà cũng đâu phải là kẻ thù gì, cũng là dân tộc Việt Nam mà bị cái đảng Tàu, cái đảng Cộng sản Tàu Cộng, thằng Hồ Chí Minh là thằng Tàu Cộng, nó dẫn dắt mới đi vô cái kiếp nạn này thôi. Đó nên Hoàng Tôn mong những người đảng viên, những người đảng Cộng sản hãy suy nghĩ đi, hãy suy nghĩ đi những cái gì mà Hoàng Tôn giải thích. Đây là trận chiến cuối cùng. Đây là trận chiến thật. Chứ không phải như cái cộng đoàn này, cộng đoàn nọ,
người Việt đấu tranh này, đấu tranh nọ này kia nọ đâu. Không phải. Những cái người mà tướng tá này kia trong quân đội Cộng sản thừa hiểu được chính phủ này là chính phủ thật. Chính phủ này đang trên cái tiến trình quay lại Việt Nam để lấy lại quyền lãnh đạo và trả lại cái quyền tự quyết dân tộc cho từng cá nhân của mỗi người mà đã bị đảng Cộng sản và tàu cộng cướp. Những người đảng viên, những người tướng ta bảo đảm thể hiểu được. Bao nhiêu năm nay, tính từ cái ngày mà Tổng thống Đào Minh Quân ký cái sắc lệnh ngày 25 tháng 10 năm 2015, ký cái sắc lệnh cho đồng minh Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc đem quân sự vào trong 12 hải lý thềm lục địa của Việt Nam để bảo đảm cái việc mà tự do hàng hải. Mình như ông Tôn đã từng nói, tự do hàng hải, cái đó nói là như vậy thôi, nhưng bảo vệ trong cái vấn đề mà tàu cộng nó muốn cướp nước Việt Nam. Thì từ cái lúc đó, từ cái ngày ký đó, biết bao nhiêu cái giống như là cái diễn biến mà lịch sử của giống như là chính trị đó thay đổi. Từ khi ông Obama tới khi Obama tuyên bố Mỹ sẽ quay lại châu Á Thái Bình Dương, Hoa Kỳ đặt cái luật trưng cầu dân ý lên Quốc hội Việt Nam, bắt đảng Cộng sản Việt Nam trưng ra cái luật trưng cầu dân ý cho người dân. Obama đưa ra ký cái sắc lệnh Magnitsky để siết những cái tài sản của những người Cộng sản mà muốn chà đạp về nhân quyền hoặc là làm sai trong cái những gì mà họ cam kết. Khi ông Trump lên, bắt đầu phát động kinh tế, đánh kinh tế của thằng cha già của mấy thằng Cộng sản là thằng tàu cộng. Tới tận bây giờ luôn, từ khi mà phát động chiến tranh kinh tế từ đầu năm 2017 tới giờ đó, tới tận bây giờ luôn, chúng ta thấy tàu cộng đã đi vô ngõ cụt, chẳng làm được gì hết. Không còn làm được gì hết. Mà họ còn phải đang đối mặt với những vấn đề nhân quyền này kia nọ và sự tan rã của họ trong vấn đề mà của Hồng Kông bây giờ. Vì cái vấn đề Hồng Kông bây giờ đó, Phong, nó rất là quyết liệt. Họ chỉ cần đi sai một nước cờ thôi, không những là bị thế giới đập mà còn nội bộ đó quýnh tan rã luôn. Nên họ không dám làm một cái gì hết. Mà không dám làm một cái gì hết là kéo dài trong vấn đề đó ra. Và kéo dài ra, chắc chắn kinh tế sẽ đi tới luồng bại. Đói nó sẽ xảy ra. Đó, cho chúng ta thấy. Vậy đảng Cộng sản Việt Nam còn con đường nào để lui không? Tôn tin tưởng đảng Cộng sản biết hết. Chỉ còn lại là những anh mà tình báo Hoa Nam, phải không? Những anh mà làm trực tiếp dưới tay của tàu cộng đó. Thì ngoan cố thì này kia thôi. Nhưng nếu chúng ta mà có mang dòng giống, dòng máu của dân tộc Việt, thì những anh Cộng sản đó mà mang dòng máu của dân tộc Việt, hãy ý thức. Các anh không làm được gì thì hãy ủng hộ cho Tổng thống Đào Minh Quân. Vì chúng ta có thể làm được đó. Vì chúng ta có sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ. Chúng ta có đồng minh. Và đồng minh của chúng ta tàu cộng á, là cha đẻ ra thằng Việt, anh Việt cộng á, cũng không làm gì được hết á. Họ đã bị xích xuống. Mà cái gì xích xuống? Luật pháp và công pháp quốc tế. Vì tất cả những cái đó họ đều đã ký cam kết hết rồi. Họ đâu có thể trở quẻ. Trở quẻ là chết liền. Trở quẻ là đưa lên tới chiến tranh. Đưa lên tới chết chóc. Dân của họ đông như kiến. Chết là khỏi tưởng. Vậy chúng ta đặt ra câu hỏi, họ sẵn sàng cho cuộc chiến chưa? Theo Hoàng Tôn thấy đó, tàu cộng chưa có sẵn sàng cho cuộc chiến này đâu. Vì sao? Vì trong nội bộ của họ đó đã không đoàn kết thì cái cuộc chiến sẽ kết thúc rất nhanh. Phải không? Trong nội bộ mà không đoàn kết
thì cuộc chiến sẽ kết thúc rất nhanh. Mà Hoàng Tôn tin tưởng Tàu Cộng nó hiểu được. Phải không? Tàu Cộng nó hiểu được. Tàu Cộng nó cũng có rất là nhiều quân sư, những người chiến lược gia. Nó hiểu được là với cái tình thế hiện nay của nó đó, không có thể đối đầu lại với Hoa Kỳ và đồng minh. Vì sao? Vì kinh tế của họ đã bị lệ thuộc. Phải không? Kinh tế của Tàu Cộng đã bị lệ thuộc. Không có đồng minh, không có Hoa Kỳ, chắc chắn họ từ từ sẽ chết. Thấy thịt heo không? Không nhập thịt heo của Hoa Kỳ thôi, chỉ có thịt heo thôi. Quăng một cục thịt heo ra, mấy chục người bu vô giành giật mà chuẩn bị mà đâm nhau nữa, chứ đừng có nói tới cái chuyện khác. Những người cộng sản hiểu được cái vấn đề đó không? Đây là một cuộc chiến của dân tộc của chúng ta. Trước khi mà chúng ta đối đầu với Tàu Cộng thì chắc chắn cái chuyện Việt Cộng là phải giải quyết trước. Vì Tàu Cộng nó không có cái chính danh, nó chỉ cho người giả vào trong Việt Nam mà thôi. Phải không? Là làm người Việt Nam, làm người Việt Nam giả đó mà thôi. Nhưng khi Hoa Kỳ mà đã bước vô rồi đó, thì những cái thành phần làm giả đó, họ làm được cái gì? Khi mà bước vào rồi, biên giới đóng cửa này kia hết, họ làm được cái gì? Họ đâu có được tiếp vận, đâu có được tiếp tế, họ cũng bị sẽ xích đầu xuống thôi, không làm được gì hết á. Vì Tàu nó không thể phát động chiến tranh. Thì nó phát động chiến tranh là nguyên cái mũi dùi của quốc tế quay vô nó, đập nó nát xương liền. Vì đây là cái sự tranh chấp quyền của dân tộc Việt Nam. Tranh chấp chính quyền của dân tộc Việt Nam. Mà trong đó đó có cái luật kêu là cái Hiệp định Paris và cái Hiệp định Geneva. Nên dân tộc Việt Nam phải ý thức ra được là cần ủng hộ trưng cầu dân ý, cần phải thể hiện cái trách nhiệm về trưng cầu dân ý. Bây giờ là mình sống với cái chế độ cộng sản, con cháu mình sống với chế độ cộng sản là tan nát hết rồi. Phải không? Tan nát hết rồi. Nên mình phải ý thức ra được là mình phải trưng cầu dân ý cho Tổng thống Đào Minh Quân. Vì chỉ có Tổng thống Đào Minh Quân mới có thể cứu được cái kiếp nạn của dân tộc Việt Nam. Mà thôi, không có ai có thể làm được hết á. Vì Tổng thống có sự yểm trợ của đồng minh là Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc. Nên dân tộc chúng ta mà ý thức được, đồng bào trong nước mà ý thức được trưng cầu dân ý, thì Tàu Cộng nó không có một cái lý do nào nó xâm chiếm nước Việt Nam, và nó hoặc nó không có một lý do nào nó phát động chiến tranh cả. Phải không? Vì chúng ta trưng cầu dân ý là chúng ta muốn đổi một thể chế chính trị, chúng ta muốn đổi quyền lãnh đạo. Mà đổi đâu? Dựa trên cái Hiệp định Paris và Hiệp định Geneva. Nên Tàu Cộng nó không có một cái chính danh nào nó có thể bước vào Việt Nam hết. Nên dân tộc chúng ta, dân tộc Việt Nam phải ý thức ra được là phải đi truyền bá trưng cầu dân ý cho người dân. Chúng ta cần đẩy mạnh trưng cầu dân ý. Đừng để cho họa chiến tranh nó ập lên trên đầu dân tộc của chúng ta một lần nữa. Giống như đó, thằng Tôn giải thích, nếu mà mình khóa hết, Phong, mình khóa hết một cái con đường, hoặc là mình giống như mình không cho một cái lối thoát nào đó, thì cái người đó họ không nghĩ ra được cái đường nào thoát, họ sẽ giải giáp. Nhưng nếu mình mà để cho họ thấy được dù là một cái kẽ hở mà họ có thể họ chui qua được, thì cái đó là cái hy vọng. Họ sẽ tìm đủ mọi cách để chui qua cái kẽ đó. Thì cái tầng Tàu Cộng nó cũng vậy. Nếu chúng ta trưng cầu dân ý mạnh mẽ, là dân tộc chúng ta ý thức được là dân tộc chúng ta muốn thay đổi chính trị, thể chế chính trị, thay đổi người quyền lãnh đạo, thay đổi người lãnh đạo đất nước, mà chúng ta có Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc yểm trợ trong vấn đề quân sự, Tàu Cộng nó biết là không có, không thể nào nó có thể vô nước Việt Nam bằng bất kể một thứ nào. Nó không có chính danh,
nó không có chính danh. Nhưng nếu mà chúng ta không đẩy mạnh trưng cầu dân ý, chúng ta để cho những cái thằng tình báo Hoa Nam là của Tàu Cộng, nó giả làm người Việt Nam, nó nằm ở trong Việt Nam, nó chia phe chia phái và nó phát động chiến tranh trong nội bộ, phải không? Thì thằng Tàu Cộng nó nhìn vô đó, nó thấy có một vết nứt mà nó có thể luồn qua được, thì nó sẽ dùng hết tất cả tâm trí của nó để nó đi vào cái vết nứt đó, hoặc nó phá vỡ cái vết nứt đó nó vào, thì chắc chắn chúng ta sẽ bị đẩy lên một cuộc chiến tranh. Đây là Hoàng Tôn giải thích cho đồng bào ở trong nước, luôn cả những người cộng sản mà mang dòng máu Việt Nam, hãy ý thức được đây là trận chiến cuối cùng. Trận chiến này nó rất là khốc liệt, chứ không phải đơn giản. Đừng thấy trên bề mặt á, nó êm dịu, nó này nó kia, nhưng ở dưới đó là một cơn sóng ngầm. Một cơn sóng ngầm á, khi mà nó đi từ ngoài biển vào đó, Phong, chúng ta thấy nó rất là êm. Nhưng khi tới bờ đó, chúng ta đỡ không kịp. Phong, khi chúng ta thấy nó rồi đó, chúng ta bảo đảm đỡ không kịp. Và nó sẽ tàn phá hết. Nó tàn phá hết. Bởi vậy á, nhiều khi những người Việt Nam này kia thấy, ô, thấy sao bây giờ cũng đâu có gì đâu, thấy gì cũng bình, ăn nhậu ngày cũng ba buổi nhậu, sáng nhậu, trưa nhậu, chiều nhậu, phải không? Thấy đâu có gì đâu này kia nọ. Nhưng khi mà đã thấy rồi là đỡ không kịp. Giống như ở miền Nam hồi xưa cũng vậy thôi. Ngoài ra những cái người quân nhân, những người sĩ quan này kia biết này kia chạy trước, những người dân đâu biết khỉ khô rồi đó. Tới ngày cuối người dân đâu biết khỉ khô rồi đó. Phải không? Mà bây giờ đó còn nhanh hơn nữa. Bởi vậy ông chàng Trình ông nói đúng đó. Đó là mấy vị thánh nhân, họ thấy được, họ nói ngày vô là cuối tháng 3, ngày ra vội vã gấp 10 lần vô. Phải không? Mà hồi xưa ngày Cộng sản vô là cuối tháng 3, là cuối tháng 3 âm lịch. Phải không? Là dương lịch là 30 tháng 4 đó. Ngày vô là cuối tháng 3, ngày ra vội vã gấp 10 lần vô. Có nghĩa là ngày Cộng sản ra đi đó, nhanh gấp 10 lần Cộng sản đi vào. Nên khi tới rồi đỡ không có kịp đâu. Nên chúng ta bây giờ chúng ta thấy, phải không? Những người mà nhìn xa trông rộng này kia họ đã thấy, những người mà chuyên nghiên cứu về chính trị đã thấy, đã hiểu được là chúng ta có một chính phủ, có một tổng thống Đào Minh Quân. Tổng thống Đào Minh Quân đã trải ra một cái đường ray, xây một cái đoàn xe lửa và đã trên tiến trình hồi hương trong mấy chục năm qua. Trong cái mưu lược của tổng thống, trong cái tiến trình về đất nước thiên biến vạn hóa, và bây giờ đó chúng ta đã gần tới bến. Nên những con người cộng sản không còn một con đường nào thoát ngoài cái việc trưng cầu dân ý, mà cởi áo cộng sản để thay lại cái áo của người quốc gia, để cho Tổng thống Đào Minh Quân và để Tam Việt Nam Cộng Hòa dựng lại cái hùng phong của dân tộc Việt, đưa dân tộc Việt thành một dân tộc vĩ đại của thế giới, chứ không phải là một cái dân tộc mà đang đi chạy kiếm bữa ăn hàng ngày, sống chỉ ba miếng ăn, chẳng được cái tích sự gì hết, sống rất là ảo, ảo tưởng. Không, bây giờ chúng ta thấy đâu phải là Hoàng Tôn nói đâu, hãy nhìn chung dân tộc Việt Nam đi, sống toàn là sống ảo không, chứ có cái gì là thật đâu, có cái gì là sống thật đâu. Không, ai dựng lên những cái trò sống ảo đó cũng là Cộng sản Việt Nam, để cho thế hệ trẻ đua đòi này kia nọ. Những cái cô mà
trẻ này kia, những cái cô mà cho là trong showbiz, showbiz gì đó, phải không? Những cái cô đó mà không có học mà làm ra được nhà này, nhà nọ, nhà kia, túi xách thì mấy ngàn, mấy chục ngàn, xe hơi này kia. Mấy cô đó là làm cái nghề gì mà để đạt được như vậy? Mấy cái cô đó làm cái nghề bán thân. Và tiền đâu mấy cái người cộng sản, mấy cái đưa cho những cái cô đó cũng là toàn hút máu của người dân hết. Không, nó tạo ra một cái vùng lẫn quẩn ảo tưởng, sống ảo. Không, nó lấy cái tiền của dân, nó đút cho mấy người không có não đó, không, để cho có cái bề ngoài nấy lên, tạo ra những thế hệ trẻ học thì không lo học, chạy theo những cái đó. Tại thấy cái con nhỏ đó nó ngu, nó không có đầu, nó không có não, mà nó cũng được như vậy, nó cũng được ông này thành ông này bà kia, nó kiểu giống như vậy, nên tạo nguyên một cái xã hội cứ chạy theo như vậy đó. Nên cuối cùng rồi chúng ta thấy cái dân tộc của chúng ta bây giờ toàn sống ảo hết, nguyên cái dân tộc chúng ta bây giờ thành một kiếp nạn hết. Nó bắt nguồn từ đâu? Từ Hồ Chí Minh, phải không? Tại vì dân tộc chúng ta sống giáo dục của Hồ Chí Minh mà, tư tưởng của Hồ Chí Minh mà. Vậy á, những cái thế hệ bây giờ đó là họ có lỗi hay thế hệ trước chúng ta, trước họ có lỗi? Vì cái giáo dục á, đi sai á, là đi từ mấy chục năm rồi. Bởi vậy trồng giống như gieo quả nào thì gieo cây nào, giống như gieo quả nào thì trồng, gieo dân nào thì trồng cái quả đó. Nên bây giờ chúng ta, dân tộc chúng ta toàn là thấy quả đắng. Nhìn xung quanh không có một cái quả nào là ngọt hết đó. Toàn là quả đắng. Vì cái đó đã gieo từ mấy chục năm nay rồi. Đó thì chúng ta thử hỏi lại những cái đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hãy suy nghĩ lại, còn chần chừ gì nữa? Nhìn chung trong cái tình hình của dân tộc Việt Nam của chúng ta bây giờ, chỉ có Tổng thống Đào Minh Quân mới đem lại tự do dân chủ, đem lại những cái quyền lợi mà bị Tàu Cộng, mà bị Việt Cộng cướp, mà không cần phải chạy chối chết trong mấy cái container mà để bị chết ngạt ở trong đó. Trong khi Tổng thống Đào Minh Quân có thể đem được tự do dân chủ, đem được cái không khí tự do, đem cái bầu trời tự do đặt lên trên quê hương của chúng ta. Chúng ta không cần phải chạy đi đâu hết. Mà tương lai chính là những thế giới sẽ chạy về Việt Nam. Những người cộng sản đâu có hiểu cái vấn đề đó. Những người cộng sản đâu có nhìn ra được cái vấn đề đó. Vì nói tới tài nguyên khoáng sản của dân tộc Việt Nam rất là nhiều, của đất mẹ Việt Nam ban cho dân tộc rất là nhiều. Đừng nói gì mấy cái chuyện mỏ khác này kia, chính mỏ dầu thôi, chỉ có cái mỏ dầu thôi, gấp 72 lần cái mỏ dầu ở Kuwait. Chỉ cái đó thôi là dân tộc chúng ta đã sống sướng lắm rồi. Và bắt đầu làm lại. Chúng ta bắt đầu làm lại. Mà bắt đầu làm lại thì nói tới cái việc công việc làm á, khỏi nói luôn, nhiều vô số kể. Tại sao phải theo cái Đảng Cộng sản Việt Nam đẩy ra cái phong trào mà đi xuất khẩu lao động hoặc xuất cảng lao động, cổ suý cho cái việc mà đem thân mà đi làm nô lệ để đem lại những cái đồng tiền đâu có cần thiết như vậy. Tại vì Đảng Cộng sản không biết một cái đường nào, một cái đường lối nào để đưa cái dân tộc này đi lên hết. Nên cuối cùng nó phải vắt sức lao động, vắt mồ hôi, vắt xương máu của dân tộc Việt Nam bằng đủ mọi hình thức, đủ mọi chiêu trò hết. Rồi cuối cùng rồi đó, cũng sống nhục. Thấy không? Thấy bây giờ người ta khui ra này kia, phải không? Có nghĩa là con cháu những đảng viên này kia nọ bị những cái đó thì tự nhiên mình thấy nhục không? Không, người cộng sản nhục thì không nói rồi. Mình, người Việt á, mình cũng cảm thấy buồn. Vì sao? Vì mình cùng một dòng máu. Nhưng mà mình bị ai, ai làm tới như vậy?
nghĩ tới cái thằng Hồ Chí Minh. Đó là tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh đó. Học tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh đã rồi cái đưa cái dân tộc đi xuống cống hết. Đi làm nô lệ hết. Mà làm nô lệ cho ai? Cho đảng. Vì đi làm ở ngoài là đem tiền về đổi ra cái giấy của thằng Hồ Chí Minh là giấy chùi đít. Đi đem cái tiền giấy đó ra ngoài thế giới là đi chùi đít cũng không không được nữa. Cái đó nó rất là nhục. Không có lời nào mà để tả được. Trong khi Tổng thống Đào Minh Quân đem lại tự do dân chủ, đem lại quyền lợi, trả lại cho cả một dân tộc. Chỉ cần những con người cộng sản cởi cái áo cộng sản xuống, trở về lại với người quốc gia, trở về lại với người Việt chân chính, hiểu được cái kiếp nạn mà cha ông của chúng ta đã làm sai là đi theo cái thằng Hồ Chí Minh. Đi theo thằng Tàu Cộng. Đó, nên bây giờ đó là mình phải suy nghĩ, mình coi những cái tình hình này kia nọ mình biết. Mình phải để ý, mình phải... Chứ đâu phải là bây giờ là còn sống trong cái hang bắt bó đâu. Bây giờ là mình sống là có đủ mọi cái phương tiện để mình nhìn thấy được. Chứ mình đâu có còn sống như sống trong cái hang bắt bó. Nên Hoàng Tôn mong là đồng bào ở trong nước, những đồng bào mà đã trưng cầu dân ý rồi, phải không? Mình trưng cầu dân ý rồi, mình hiểu ra được những người, nhất là những người mà đi phổ biến trưng cầu dân ý đó, phải thay đổi cái logo của mình thành logo của Tổng thống, phổ biến tiểu sử của Tổng thống Đào Minh Quân, phổ biến những cái quyền lợi mà người dân ý thức được là khi họ trưng cầu dân ý là họ không còn muốn sống với cái chế độ cộng sản đang cai trị họ nữa. Và họ trưng cầu dân ý ngoài cái việc mà thể hiện cái trách nhiệm đối với dân tộc đang bị Tàu Cộng diệt, còn ra đó Tổng thống đem lại những cái quyền lợi tự do dân chủ này kia, tạo dựng lại một cái nền giáo dục đàng hoàng, xây dựng lại cơ sở hạ tầng, xây dựng lại y tế, an sinh xã hội này kia, để cho dân tộc Việt Nam không có còn giống như là sống mà cái kiểu mà màn trời chiếu đất, những cái em nhỏ sống trong cái màn trời chiếu đất mà sống bằng ba cái tờ vé số rồi đi xin ăn rồi này kia nọ. Cái đó là thế hệ, cái đó là thế hệ mà Đảng Cộng sản nó muốn trồng cho cái dân tộc Việt Nam đó. Thì thử hỏi mấy chục năm nữa thì sẽ ra cái gì? Hồi xưa mình không có ai lãnh đạo, mình không có ai này kia thì mình phó thác. Nhưng bây giờ mình có một tổng thống tài ba, mình có một tổng thống có trí tuệ, có trí huệ, mình có một tổng thống mà Hoa Kỳ và đồng minh Liên Hiệp Quốc phải ủng hộ. Vậy mình muốn gì nữa? Mình muốn biết thêm cái gì nữa? Mình muốn hiểu thêm cái gì nữa? Tất cả những cái gì Tổng thống làm đã làm từ lâu, làm xong hết rồi. Vấn đề ở đây là mình ý thức được là mình không còn muốn sống với Cộng sản, không còn muốn Cộng sản cai trị. Mình chỉ cần trưng cầu dân ý, ủng hộ Tổng thống Đào Minh Quân. Khi chính phủ lấy lại quyền lãnh đạo, trả lại cái quyền tự quyết đó cho dân tộc, đem lại tự do dân chủ cho tất cả chúng ta, luôn cả những người cộng sản. Tại tự do dân chủ là tự do dân chủ chung cả một dân tộc. Còn trong chính phủ đó, phải không? Là có luật lệ, có này có kia đàng hoàng, phải không? Một chính phủ có luật pháp này kia rõ ràng và đàng hoàng. Ai mà phạm pháp, điều tra ra được đúng người đúng tội thì cứ theo đó mà ở tù. Chỉ vậy thôi. Nên đừng có làm gì phạm pháp. Vì mình làm cái gì ở cái thời điểm này đó, những cái người mà bị nạn đó, sau này chính phủ về họ sẽ đứng ra tố cáo mình. Mà có tố cáo thì sẽ có điều tra.
mà có điều tra thì nó ra dây mơ rễ má kéo ra hết, không có chạy đâu được hết á. Nên ông Tôn mong á là những người cộng sản hãy bỏ cái áo cộng sản xuống, quay đầu lại với quốc gia, quay đầu lại với chính nghĩa, ủng hộ Tổng thống Đào Minh Quân lấy lại quyền lãnh đạo của đất nước. Một khi có quyền lãnh đạo này kia rồi đó, thì Tổng thống sẽ biết là Tổng thống làm gì cho dân tộc Việt Nam. Từ đóng cửa tất cả biên giới, cấm hết tất cả những cái công ty tập đoàn của tàu mà đang làm tại Việt Nam này kia, cho đóng băng hết để giải quyết cái bài toán kiếp nạn, tệ nạn của Việt Nam trước, rồi nói tới mấy cái chuyện khác sau. Còn tiền á, đồng bào yên tâm, cái 617 tỷ đó, ngoài cái 617 tỷ đó, chúng ta còn được Hoa Kỳ ủng hộ. Vì trong cái đơn kiện 38.000 tỷ đó, là Hoa Kỳ đã giữ 22 trên 22.000 tỷ của tàu cộng. Phải không? Mà nếu chúng ta cần đó, phải không? Thì chưa lấy được cái 16.000 tỷ kia đó, thì Hoa Kỳ cũng sẽ gánh cho chúng ta bớt trả trước này kia, và để họ tự lấy lại. Để lấy lại của tàu cộng dễ lắm. Tàu cộng nó thiếu bà gì những cái dự án này kia trên toàn thế giới. Phải không? Mà nó thua kiện là xiết nó hết, lấy nó hết. Nó làm được gì? Bởi vậy cái mưu lược của Tổng thống Đào Minh Quân cực kỳ siêu. Không, cực kỳ siêu. Bởi vậy mà không nắm được tiền của nó thì kiện nó giống chẳng khác nào con kiến đi kiện củ khoai. Nó không trả làm gì được. Phát động chiến tranh à. Phải không? Còn bây giờ cầm cho nó trong tay rồi, giờ thử nó phát động chiến tranh đi. Dùng tiền của nó sắm vũ trang quân sự đập lại nó, cũng vậy thôi. Mà khi làm như vậy rồi, nguyên cả một thế giới quay lưng với tàu cộng, nó đi làm ăn với ai? Nước của nó đâu có khả năng nuôi 1 tỷ 400 triệu đâu. Lương thực của nó đều phải nhập hết, hầu như là phần nhiều là nhập. Mà những cái nước nhập đó, những cái nước cung cấp đó bị cấm vận này kia hết, thì ai mà dám cho tàu nó nhập? Phải không? Là chắc chắn là những cái nạn đói nó sẽ xảy ra. Đó, những cái đường, những cái mà chiến tranh mà kinh tế đó, cái đó thấy nó vậy, nhưng thực sự ra nó rất là nguy hiểm. Nó rất là nguy hiểm. Vì khi mà bị trong vấn đề kinh tế mà nó bị lũng đoạn này kia nọ đó rồi, để quật dậy cực kỳ khó. Cực kỳ khó và phải tốn rất là nhiều năm, chứ không có đơn giản. Nói như ông Tôn nói, ông Tôn nghĩ đó, tàu cộng mà muốn chính sách Hoa Kỳ mà quay lại mà trong vấn đề kinh tế này kia nọ mà hỗ trợ giống như hồi xưa đó, ông Tôn nghĩ chắc cũng phải là 15 năm sau rồi mới tính. Vì khi những cái tập đoàn mà họ rút ra khỏi tàu, họ đặt ra những cái nước bên kia, họ đâu có thể nào mà cứ rút ra rút vô như vậy được. Và khi tàu mà nó không có những cái luật mà ổn định này kia, có liên quan tới mà WTO mà hiệp thương thế giới, làm gì mà có cái tập đoàn nào mà dám vào trong đó nữa. Phải không? Trong khi Mỹ nó cứ lâm le vào đó mà quýnh thuế cái kiểu đó, chịu gì nổi. Hồi xưa đó, ông Tôn giải thích sơ, hồi xưa đó, mình nói từ năm 2001 mà khi mà Hoa Kỳ đưa tàu cộng vào WTO đó, rồi từ lúc đó đó, Hoa Kỳ mà đẩy mạnh trong cái vấn đề sản xuất ở bên tàu cộng. Cái lúc đó đó, ở cái thời điểm đó đó, sản xuất đó, nó chỉ là 50-50, 50 là máy sản xuất và 50 là con người. Phải không? 50 về máy, 50 về con người. Và càng ngày càng trở về đây đó, thì cái việc máy sản xuất máy nó tăng, con người giảm. Vì công nghệ càng ngày càng tân tiến. Phải không? Nên máy sản xuất máy nó tăng và con người phổ trợ vô giảm, càng ngày càng giảm. Mà tới tận bây giờ luôn, có nhiều cái công nghệ chỉ cần 5% hoặc 10% con người thôi
còn 90% kia là máy sử dụng hết. Bởi vậy nhiều khi một người kỹ sư mà đứng máy CNC đó, máy CNC mà lớn, nhiều khi cái máy đó nó lớn bằng nửa cái nhà đó. Không, một người có thể vận dụng tới 4-5 cái máy lận. Vì máy nó chạy, người ta chỉ kiểm tra người ta này kia thôi. Thì nói tới cái vấn đề sản xuất đó, làm sao mà tàu cộng nó ấy lại. Vì nó bây giờ là vẫn còn về nhân công. Mà nhân công thì vừa làm vừa mệt này kia, phải thay ca làm 24/24 này kia. Còn máy nó chạy 24/24 cũng được. Tại máy chạy mà đâu phải người chạy đâu. Mà máy chạy nó không có fatigue, nó không có mệt mỏi. Bởi vậy nói với cái vấn đề mà sản xuất bây giờ đó, so với mấy chục năm trước, nó hoàn toàn là một cái khác. Bởi vậy nếu mà nói tới sử dụng nhân công này kia nọ rồi, nó không giống như hồi xưa nữa. Không giống như hồi xưa nữa. Nói tới đây rồi, thằng Tôn bảo đảm luôn, những con người cộng sản này kia, họ chưa được ý thức được cái vấn đề này. Họ chưa ý thức được. Bởi vì người cộng sản không bao giờ làm được bất kể một cái gì cho dân tộc ngoài bóc lột. Tự họ phải tự đi tìm một cái con miếng ăn, rồi đảng cộng sản nó bóc lột trên cái miếng ăn đó của họ thôi. Phải không? Cho tự sinh tự diệt này kia chứ. Đảng đâu có đưa ra một cái đường lối nào mà mở ra một cái gì, hoặc là ban giao một cái nào để đưa cái công việc làm này kia lại cho dân tộc Việt Nam này kia nọ đâu, đâu có đâu. Tự dân tộc Việt Nam phải này phải kia phải nọ đó, rồi họ ngồi ở trên, họ ăn trên xương máu thôi. Đó, như chúng ta thấy một cái đất nước 11 triệu người làm vào trong hành chính để hút máu 90 triệu còn lại. Mình tôi đưa ra một con ví dụ. Còn cái việc mà người mà cộng sản trong cái vấn đề hành chính mà làm cho chính phủ, cho cái đảng cộng sản đó, về bên hành chính đó, là khoảng 11 triệu. Mà chúng ta có chừng 95 triệu dân. Và chúng ta nói 95 triệu đó, chúng ta trừ đi một nửa là bà già, người già với con nít mà chưa tới sức khỏe lao động, thì còn lại là một nửa. Là một nửa là chúng ta có khoảng, cho nó là 45 triệu đi. Không, 45 triệu hoặc 40 triệu. 40 triệu người. Mà chúng ta có 11 triệu người vừa ăn vừa phá. Vậy chúng ta chia cái 4 triệu đó là 4 người nuôi một người. Phải không? 4 người đó không những nuôi luôn cả cái 40 mấy triệu cha mẹ họ, con cháu họ, nuôi luôn những cái người cộng sản vừa ăn vừa phá nữa. Bởi vì cái dân tộc này nó tàn mạt là đúng rồi. Đúng là tàn mạt luôn. Bởi vậy bây giờ nó ăn hết rồi, phải không? Mấy chục năm nay là nó ăn, bây giờ người ta chịu thấu không có nổi nữa. Nên giờ nó đem tới nó cướp đất luôn. Vậy thử hỏi cái đảng Cộng sản Việt Nam này làm được gì cho người dân? Vậy những cái người đảng viên đó làm được gì cho người dân? Những người tướng tá trong quân đội này kia ý thức được cái vấn đề đó không? Những người dân của mình đó, chịu cam chịu khổ này kia, nuôi mình này kia nọ trong đó. Và cuối cùng ra mình làm được cái gì cho họ, cho người dân? Trong khi tàu cộng nó vô, nó diệt dân Việt Nam, nó hạ độc dân Việt Nam, nó bắn giết dân tộc Việt Nam, ra ngoài biển đánh cá này kia, nó đâm chìm tàu này kia, đủ thứ, nó làm đủ mọi hình thức. Sao không thấy những cái anh mà tướng tá quân đội hoặc này kia làm gì cho người dân? Ngoài cái việc đó ra, đưa ra mấy cái anh công an cần đi hút máu người dân mà tàn độc hơn nữa. Thử hỏi cái đảng cộng sản này là nó tan nát hết rồi. Đó là lý do thằng Tôn nói thế dân đã mất thì cái gì nó cũng mất hết. Phải không? Đã mất hết. Mà khi mất hết á, mà người cộng sản không ý thức được, phải không? Mà để cho một cái cuộc chiến tranh nó xảy ra, phải không? Thằng Tôn bảo đảm những con người cộng sản chết không có thể tưởng. Đó là lý do tại sao Tổng thống hiểu được cái chuyện đó. Mới đưa ra
cái chính sách chiêu hiền, bỏ cộng còn việc, việc không giết việc. Thì khi mà bỏ cộng còn việc rồi này kia, thì chính con cháu của những người cộng sản mà có tài này kia nọ cũng có thể đóng góp cho đất nước này kia nọ được vậy. Không phải không cần làm mấy cái chuyện mà bất nghĩa, hút máu người dân, rồi chà đạp lên trên đầu, trên cổ của họ. Đó, thằng Tôn nói như vậy thì thử cho những anh cộng sản, cho những người cộng sản hiểu đi, suy nghĩ đi. Không còn một con đường lui đâu. Đối với người cộng sản cũng không còn một con đường lui. Theo tàu cũng chết. Theo tàu cũng chết. Theo tàu thì cũng bị dân diệt, cũng bị chính phủ diệt. Không còn một con đường nào khác. Người dân Việt Nam cũng không còn một con đường nào khác. Theo cộng sản để tiếp tục bị chết sao? Người dân cũng ý thức ra được cái vấn đề đó. Nên chỉ cần chúng ta đó, những người mà đi phổ biến chân cầu dân ý đó, hiểu được, đẩy mạnh về chân cầu dân ý, chia sẻ chân cầu dân ý, giải thích được cho người dân về chân cầu dân ý, những cái gì mà họ cần, giảng về tiểu sử của Tổng thống Đào Minh Quân, giảng về những cái lợi ích mà Tổng thống Đào Minh Quân đem lại cho họ. Họ phải hiểu được quyền lợi lúc nào cũng đi đôi với trách nhiệm đó. Họ muốn hưởng được những cái quyền lợi mà Tổng thống đem lại, từ giáo dục, an sinh xã hội, giáo dục miễn phí, an sinh xã hội, y tế này kia miễn phí, thì họ phải có những cái trách nhiệm đối với đất nước. Họ phải thể hiện được những cái trách nhiệm đó. Còn nếu không thể hiện cái trách nhiệm này kia thì làm gì có quyền lợi? Bị cộng sản nó cướp sạch rồi còn gì nữa mà quyền lợi. Nên chúng ta phải biết cách, chúng ta phải làm sao giải thích được cho người dân, nhất là những người vùng xa vùng xôi, những người nghèo mà không có khả năng có cái phone này kia. Vòng tôi nghĩ rất là nhiều người dân không có phone, không có ý thức được trong xài phone này kia nọ, thì mình phải làm sao mình đem được cái tiếng nói của Tổng thống Đào Minh Quân, của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, giải thích được cho họ. Vì những ngày tháng nó càng ngày càng gần, mà nếu người dân không ý thức được thì cái họa chiến tranh nó vẫn rình rập trên dân tộc của chúng ta. Vì chúng ta để cho tàu cộng và luôn những thằng tình báo Hoa Nam đó, nó có một cái giống như là lý do đó để nó phát động chiến tranh. Nó chỉ cần tìm ra được một cái kẽ hở thôi. Còn nếu dân tộc chúng ta ý thức được, chúng ta trưng cầu dân ý, thì có Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc yểm trợ, phải không? Thì chúng ta đang là tranh chấp, có là nước Việt Nam đang tranh chấp quyền lãnh đạo của đất nước, nên không có những nước như tàu cộng này kia mà nó xía vào. Vì chúng ta có cái Hiệp định Paris, Hiệp định Geneva nó nằm ở đó, nên không có nước nào xía vào ngoài Hoa Kỳ. Còn những nước đồng minh, những cái nước mà ally, mà đồng minh của Hoa Kỳ, là họ chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu với tàu cộng. Vì họ đã được kêu gọi, vì đó được Hoa Kỳ kêu gọi. Nên chúng ta phải đẩy mạnh chân cầu dân ý, chúng ta phải giải thích được chân cầu dân ý đến cho người dân, để chúng ta dùng luật pháp và công pháp quốc tế giành lại cái quyền lãnh đạo của đất nước, mà sẽ giải quyết cái vấn đề đó trong nội bộ, là giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng thống Đào Minh Quân, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta phải giải thích được cho người dân được như vậy. Và thời giờ đã tới, giống như hồi xưa. Phải không? Hồi xưa đó chúng ta không biết ai, không có ai này kia, nhưng bây giờ chúng ta đã có một tổng thống mà chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, đã ra mặt, đã phổ biến những cái gì mà Tổng thống Đào Minh Quân đã làm cho dân tộc Việt Nam mấy chục năm nay.
cho dân tộc Việt Nam coi đó là mấy chục năm nay chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời có Hoa Kỳ là đồng minh song hành cùng chính phủ, cùng Tổng thống Đào Minh Quân lập nên một cái thế trận mà bắt buộc là phải giải thể cho bằng được cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Mà muốn làm như vậy thì tất cả là phải có một cái mưu lược là nắm hết tất cả những tài sản của những thằng cầm đầu chóp bu của Cộng sản Việt Nam, luôn cả tàu cộng. Tại vì tất cả những thằng cộng sản đó, thằng Mỹ dân, phải không? Nó cai trị người dân là bằng cuối cùng là gì? Nó dùng quyền để cướp tiền. Và cướp tiền rồi thì nó đem tiền đó, nó đi ở nước ngoài, nó giấu. Đơn giản vậy thôi. Thì chúng ta, như Tổng thống Đào Minh Quân, đã tìm được một cái mưu lược, phải không? Để nắm lại những cái tiền đó của nó hết. Thì nó chạy đi đâu nữa? Chạy đường trời cũng không thoát. Thì khi mà những cái thằng đầu não của Đảng Cộng sản Việt Nam bị Tổng thống Đào Minh Quân nắm cổ rồi, chồng cái dây thòng lọng vô rồi, thì bây giờ phổ biến những cái đó cho người dân biết. Vì những thằng đó mà làm cái gì là xiết cái dây liền, thắt cái cổ nó liền. Chạy đi đâu? Không có chạy đâu được đấy. Một khi mà có Hoa Kỳ yểm trợ, cùng giống như là Tổng thống đưa ra mưu lược mà Hoa Kỳ đi thi hành cái mưu lược đó, thì không có thằng nào chạy được hết. Đó là lý do tại sao thằng tàu cộng còn phải mất 22.000 tỷ đã bị Hoa Kỳ nắm trên tay. Thằng Việt Cộng nó mất 617 tỷ. Không chạy đâu được hết á. Và chưa nói là sau này còn truy ra nữa, phải không? Một khi chính phủ về, một khi tổng thống về nữa, phải không? Sẽ ban giao hết tất cả những cái nước mà muốn làm ăn này kia với Việt Nam Cộng Hòa, là bắt buộc là phải truy ra cho được những cái dòng tiền bất chính mà của Đảng Cộng sản, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cướp mà đem đi giấu ở nước ngoài. Tiền á, phải không? Nó không có giấu được, nó không có đào lỗ, nó chôn được đâu. Tiền chỉ có bể nhà băng mà thôi. Hoặc là mua bất động sản. Những cái đó đó là nó có hiện hữu ở đó, chứ nó phải vô hình. Chỉ biết cách tìm với cách truy là nó ra hết đó. Phải không? Đó, hiện tại đó thì chỉ có chính phủ với Hoa Kỳ làm cái việc đó trên đất Hoa Kỳ thôi. Nhưng một khi mà đã ban giao với mấy nước khác này kia nọ rồi nữa, chắc chắn không có chạy đâu được hết đó. Tôi chưa nói những cái người mà cộng sản mà tàn độc với người dân mà không quay đầu lại này kia nọ đấy, mà khi chính phủ về, khi tổng thống về, phóng và họ người dân đứng ra tố cáo có bằng chứng này kia nọ đó, thì chắc chắn là bên luật pháp họ sẽ nhảy vô họ làm việc thôi đó. Nên thằng Tôn Mông phóng là những người mà đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam nó bị ấy. Ông Tôn nói có quý có dự bác nghe không? Ồ, tự nhiên nó rớt ra ngoài. Ok, bây giờ nó ổn định lại. Hồi nãy hình như cái mạng nó bị cái gì đó. Nên ông Tôn muốn kêu gọi những người cộng sản hãy quay đầu lại với người dân, quay đầu lại với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, quay đầu lại với chính nghĩa, quay đầu lại với dân tộc, bỏ cộng còn Việt, Việt không giết Việt. Và chúng ta cùng chung tay xây dựng lại đất nước, chống giặc ngoại xâm là tàu cộng. Dân tộc Việt Nam chúng ta không có ai kẻ thù đó, ngoài cái thằng tàu cộng ra thôi. Đó, dân tộc chúng ta không có kẻ thù, chỉ là thằng tàu cộng. Đó là kẻ thù truyền kiếp. Vì lúc nào nó cũng muốn cướp nước của chúng ta, muốn diệt chủng dân tộc chúng ta, muốn giết hết tất cả những người trí thức của dân tộc chúng ta từ bao nhiêu lâu nay. Nên người cộng sản phải ý thức ra được cái vấn đề này. Đây là một kiếp nạn. Nếu không ý thức ra được thì chắc chắn là chính nghĩa sẽ diệt tà quyền. Và sẽ không còn lối thoát. Đây là một con đường lui mà Tổng thống Đào Minh Quân đã vạch ra cho con người cộng sản.
Đây là một cái con đường lui. Những người nào mà yêu nước, những người nào mà còn muốn đóng góp cho đất nước thì hãy suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại liên lạc với chính phủ. Trưng cầu dân ý. Ký đạp mặt Hồ Chí Minh. Vì Tàu Cộng nó dựng cái thần tượng Hồ Chí Minh lên để diệt chủng dân tộc Việt Nam trong âm thầm. Phải không? Có nghĩa là bề ngoài đó nó dạy đạo đức của Hồ Chí Minh, nhưng ở dưới đó nó âm thầm nó giết. Và chúng ta đã thấy cái việc đó. Chúng ta đã thấy những cái chiêu trò mà Tàu Cộng nó diệt chủng dân tộc Việt Nam chúng ta qua cái vấn đề ngộ độc nguồn nước, ngộ độc thực phẩm. Mà bây giờ chúng ta thấy dân tộc chúng ta chết tràn lan trong vấn đề ung thư. Tệ nạn xã hội chết tàn lan, tràn lan từ tai nạn này kia nọ đủ thứ đó. Chúng ta phải ý thức được cái việc đó. Đây là những cái kiếp nạn của dân tộc Việt Nam mà chúng ta không ý thức được. Hồi xưa đó, phải không? Thì chúng ta cho là chúng ta bị mị dân, bị chúng ta không có truyền thông này cái nọ. Nhưng bây giờ đó là chúng ta có truyền thông. Chúng ta đã có chính phủ, có tổng thống, có những vị trong đại biểu trong chính phủ, đồng nhiệm trong chính phủ giải thích những cái đường lối của chính phủ, giải thích cái kiếp nạn của dân tộc Việt Nam qua cái thằng Hồ Chí Minh, đưa cái nền giáo dục Hồ Chí Minh vô trong lòng dân Việt Nam và cũng dùng cái đó để giết dân tộc Việt Nam âm thầm, mà nói cho chúng ta thường xuyên luôn mà chúng ta không nhìn ra. Vậy khi mà có chiến tranh bom đạn nó tới, chúng ta đừng có trách là bom đạn nó không có mắt. Chúng ta đừng có trách là bom đạn nó không có mắt. Trong khi trưng cầu dân ý cực kỳ an toàn, tốn chừng 3 phút. Vì trong đó không có bao nhiêu ô để điền ngoài tên tuổi, địa chỉ. Và có câu hỏi, 3 câu hỏi. Vậy thôi, hết. Vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh luôn. Đó chấm hết. Những cái đó đó nhanh nó làm 30 giây. Chậm 3 phút. Mà còn không làm được thì thử hỏi dân tộc Việt Nam muốn cái gì ở chính phủ? Muốn cái gì ở Tổng thống Đàm Minh Quân? Trong khi Tổng thống Đàm Minh Quân đã thể hiện tất cả những cái trách nhiệm của ông đối với dân tộc, đối với đất nước. Không những vậy, Tổng thống đã làm quá cái sức của ông luôn, là mượn được những thế của đồng minh của Hoa Kỳ này kia để đem về răn đe cái đảng Cộng sản Việt Nam đang cai trị dân tộc Việt Nam, giành lại những cái quyền lợi mà đảng Cộng sản Việt Nam đã cướp đi của dân tộc Việt Nam, giành lại những cái việc mà tiền bạc này kia mà đảng Cộng sản đã cướp đi của dân tộc Việt Nam. Mà muốn trả lại cho dân tộc Việt Nam thì dân tộc Việt Nam phải trưng cầu dân ý để Tổng thống lấy lại cái quyền lãnh đạo, phải cầm cái quyền lãnh đạo rồi mới trả được những cái gì mà Tổng thống đã lấy được của đảng Cộng sản Việt Nam để trả lại cho người dân. Cái việc đó là cái việc người dân phải ý thức được, vì cái đây là của chung. Tự do là tự do chung cả một dân tộc. Mà ai đã hiểu ra được thì Hồng Tôn mong là chúng ta phải đi phổ biến trưng cầu dân ý. Chúng ta phải tự, vì đây là cái kiếp nạn chung của dân tộc Việt Nam. Chứ chúng ta không phải là chúng ta nghĩ chúng ta trưng cầu dân ý rồi là hết trách nhiệm. Không phải. Vì đồng bào chúng ta chưa ý thức ra được hoặc chưa biết được tới chính phủ. Nên chúng ta phải làm đủ mọi cách để phổ biến trưng cầu dân ý. Chúng ta phải học được cái gương của Tổng thống. Tổng thống đã bỏ hết tất cả, luôn cả gia đình,
sự nghiệp này, hy sinh, thì chúng ta chỉ học được một chút xíu những cái gì của Tổng thống thôi. Chúng ta không bỏ gia đình được, nhưng chúng ta chịu hy sinh thời gian để đi phổ biến chân cầu nguyện ý được. Cái quan trọng ở đây đó, là không cần cái người dân nó tin hay không tin, nhưng quan trọng là mình đã nói cho họ biết. Cái đó rất là quan trọng. Mình phải nói cho họ biết. Để một khi Tổng thống về thì họ ý thức ra được những gì mình nói là sự thật. Còn họ ở cái thời điểm này họ tin hay không là chuyện của họ. Nếu mình có khả năng thuyết phục để họ tin, mình trích dẫn những cái gì mà nó logic để họ thấy họ tin thì tốt. Còn nếu họ không tin thì không cần phải tốn thời gian thêm. Vì khi Tổng thống về thì họ tự sẽ biết được những cái gì mình nói là sự thật. Cái đó nó cực kỳ quan trọng. Và khi sự thật đã được phổ biến thì họ tự sẽ biết bảo vệ, vì cái đó là quyền lợi của họ. Chúng ta phải ý thức được cái việc này. Chứ chúng ta không phải đi phổ biến là bắt họ phải tin, không phải. Chúng ta đi phổ biến sự thật thì chúng ta phải cần có thời gian để cho họ hiểu ra được. Mà muốn như vậy thì những cái gì mà chúng ta nói thì khi Tổng thống về, họ sẽ thấy cái đó là sự thật. Và họ sẽ bảo vệ cái sự thật đó bằng mọi giá, vì cái đó nó đi đôi với cái quyền lợi mà Tổng thống đem lại cho họ. Đó nên Hoàng Tôn mong mỏi là những vị mà đã trưng cầu dân ý mà muốn phổ biến về tiểu sử của Tổng thống Đào Minh Quân, của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta nên đi phổ biến và giải thích cho người dân biết. Chứ không phải người ta, mình giải thích mà người ta không trưng cầu dân ý, mình thấy nản. Cái đó không phải. Vì chúng ta đã đạt được 5 triệu phiếu. Còn những cái việc mà phổ biến tiểu sử của Tổng thống để cho dân tộc chúng ta ý thức ra được. Vì sao? Vì khi Tổng thống về, có nghĩa là dựa trên luật pháp và công pháp quốc tế. Không, dựa trên luật pháp và công pháp quốc tế, chúng ta có hai cái hiệp định Geneva vào năm 54, năm 1954, và cái hiệp định Paris năm 1973. Thì dựa trên hai cái hiệp định đó, thì khi Tổng thống về là Hoa Kỳ sẽ đưa Tổng thống về, thì đất nước Việt Nam của chúng ta đó là có tranh chấp quyền lãnh đạo. Phải không? Có tranh chấp quyền lãnh đạo. Nên người dân phải ý thức được Tổng thống Đào Minh Quân là ai? Tại vì Tổng thống là người đứng ra giành cái quyền lãnh đạo đó từ tay Cộng sản Việt Nam, từ tay thằng Hồ Chí Minh, thằng con cháu của Hồ Chí Minh. Nên người dân phải hiểu được Tổng thống Đào Minh Quân là ai. Nên khi chúng ta đi phổ biến tiểu sử của Tổng thống, chúng ta không cần biết là người đó có tin hay không. Nhưng khi Tổng thống về thì người ta chắc sẽ tin đó là sự thật. Vì Tổng thống là người thật, việc thật và người còn sống. Còn Hồ Chí Minh nó chỉ là một cái xác thúi. Và khi Tổng thống về sẽ chứng minh được cho dân tộc Việt Nam biết Hồ Chí Minh là ai. Chứng minh qua được cái vân tay, cái DNA của Hồ Chí Minh. Tàu Cộng và Việt Cộng nó không có thể thoát được. Đó. Nên cái việc mà chúng ta phổ biến trưng cầu dân ý không nhất thiết là người ta phải tin liền. Nhưng người ta ý thức được, người dân ý thức được, người ta nghe được là có một vị lãnh đạo tên Đào Minh Quân của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, muốn giành lại cái quyền lãnh đạo đó từ tay Cộng sản Việt Nam để trả lại cho người dân, để cho người dân có được tự do dân chủ. Người dân phải ý thức được cái việc đó. Còn tin hay không thì chờ Tổng thống về thì họ sẽ biết sự thật. Đó nên Hoàng Tôn mong mỏi là chúng ta phải phổ biến, và phổ biến phải mạnh. Mà muốn làm như vậy, chúng ta phải thay đổi những cái chiến lược mà chúng ta làm. Những ai mà ủng hộ chính phủ, ủng hộ Tổng thống Đào Minh Quân, Hoàng Tôn mong mỏi là chúng ta phải thay đổi cái logo của Tổng thống, để tạo ra một cái hiệu ứng rất là mạnh mẽ
Vì bây giờ đó, Tàu Cộng và Việt Cộng nó chẳng làm gì được. Vì nó biết là cái luật trưng cầu dân ý, người dân đã hiểu ra được rồi, nên nó không còn hù dọa Mỹ dân này kia nữa, mà nó chơi cái trò mà nó đang nắm quyền, đó là an ninh mạng. Phải không? Dùng những cái quyền hạn của nó đó, ngăn cấm những cái người tham gia mạng, hoặc là làm những cái mạng cho nó chậm, nó này nó kia, để người ta không tiếp cận được cái thông tin bên ngoài. Đó, nó chơi cái trò như vậy. Nên chúng ta phải ý thức được cái việc đó, mà chúng ta phải tự đi miệng truyền miệng, và chúng ta phải biểu dương chính nghĩa. Chúng ta phải ủng hộ Tổng thống Đàm Minh Quân ra mặt. Chúng ta không cần phải chửi Hồ Chí Minh. Chúng ta chỉ nói với người dân, nếu Hồ Chí Minh là thật thì cần Đảng Cộng sản Việt Nam trưng ra bằng chứng vân tay và DNA và thông cáo đến cho toàn người dân được biết đàng hoàng. Chỉ vậy thôi, không cần phải cãi nhiều, không cần phải chửi. Nhưng cần phải phổ biến tiểu sử của Tổng thống Đàm Minh Quân, cho người dân biết Tổng thống Đàm Minh Quân là ai. Ông xuất thân như thế nào? Ông thành lập chính phủ ra sao? Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời được Hoa Kỳ ủng hộ như thế nào? Song hành như thế nào trong mấy chục năm nay? Chúng ta nhìn cái diễn biến xung quanh đất nước Việt Nam, nhìn cái diễn biến quân sự của Hoa Kỳ đang thể hiện ở dân tộc Việt Nam. Đó, chúng ta làm những cái việc đó để chúng ta khơi dậy cái dấu hỏi của đồng bào ở trong nước, để cho họ tự phải hỏi. Mình phải đặt ra những cái câu hỏi đó để cho tự hỏi, và cái hiếu kỳ đó sẽ dẫn họ tới đi tìm hiểu sự thật. Nếu mà mình có khả năng thì mình thuyết giảng những cái tiểu sử của Tổng thống Đàm Minh Quân, của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời mà mình biết. Còn nếu mình không biết rành này kia thì mình có thể đặt ra những cái câu hỏi đó để cho mình dẫn dắt họ đi tìm những cái câu trả lời cho chính họ. Cái đó nó cực kỳ quan trọng đối với dân tộc Việt Nam. Đó, nên Hoàng Tôn mong mỏi là những người dân, những người mà đã ủng hộ Tổng thống Đàm Minh Quân thấy được cái tình hình của đất nước chúng ta đang đi vô những cái giống như dạng là đen tối của lịch sử, và chúng ta đang thấy ra một ánh sáng, và ánh sáng nó càng ngày càng hé dần, và một ngày nào đó không xa sẽ thành một ánh sáng của mặt trời rọi khắp đất nước. Nhưng hiện nay thì chúng ta cần những vị đại biểu, những vị mà trong chính phủ, những vị mà đã tham gia vào chính phủ này kia, chờ ngày chính phủ về, thì chúng ta cần làm nhất là đi phổ biến tiểu sử của Tổng thống Đàm Minh Quân và tiểu sử của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Vì người dân cần được biết. Hoàng Tôn nhắn lại, người dân cần được biết. Không cần thiết ở thời điểm này họ mình phải trưng cầu dân ý. Nhưng họ cần được biết tới cái tiểu sử của Tổng thống. Rồi sau khi họ hiểu được, họ sẽ trưng cầu dân ý. Và chúng ta cứ đi phổ biến như vậy. Có nhiều người người ta tin ý, người ta tin. Có nhiều người thấy rồi mới tin, không sao. Vì chắc chắn trong những ngày không xa, họ sẽ thấy được Tổng thống Đàm Minh Quân. Nhưng ít nhất bây giờ đó, là họ mình phải đi rao giảng, giống như mình đi rao giảng tin mừng đó, đối với dân, cho dân tộc Việt Nam, là mình có một chính phủ, một tổng thống sẽ đem lại tự do dân chủ cho dân tộc Việt Nam trong những ngày không xa. Sẽ giải thể được cái Đảng Cộng sản Việt Nam đang cai trị mình, đang bóc lột mình. Tái thiết lại đất nước, xây dựng lại một đất nước, đưa dân tộc Việt Nam lên thành những dân tộc xây dựng lại một thể chế chính trị hợp với lòng dân, hợp với người dân. Đưa đất nước Việt Nam mình thành những nước, một nước vĩ đại, chứ không phải là một nước như bây giờ mà Cộng sản nó làm băng hoại tới như vậy.
Đó, nên Hoàng Tôn mong mỏi là chúng ta hãy ý thức được cái việc đó. Nhiều khi Hoàng Tôn muốn lên làm livestream hàng ngày ấy, nhưng vì bây giờ cũng gần tới cuối năm nên Hoàng Tôn rất là bận về cái công việc của mình. Với học này kia Hoàng Tôn cũng đã gần xong. Nên khi nào mà Hoàng Tôn có thời gian là Hoàng Tôn muốn lên giải thích những cái đường lối của chính phủ, của Tổng thống Đào Minh Quân cho người dân trong nước, nhất là đồng bào trong nước. Nhưng đồng bào trong nước phải ý thức được, phải tự mình đi phổ biến cái tiểu sử của Tổng thống Đào Minh Quân thì cái việc đó nó mới tới nhanh được. Vì Hoàng Tôn làm nó không có nhiều, không có chia sẻ rộng rãi được. Chỉ chính những đồng bào quốc nội mới có thể chia sẻ mạnh được. Chính đồng bào quốc nội phải đi rỉ tai, phải đi phổ biến nó mới mạnh được. Và chúng ta phải hy sinh, chúng ta phải nghĩ tới những cái gì mà Tổng thống Đào Minh Quân làm trong mấy chục năm nay, chúng ta phải hy sinh để chúng ta đạt được cái công cuộc trong những cái ngày tháng sắp tới. Để chúng ta làm sao đó, chúng ta giải thể được Đảng Cộng sản Việt Nam trong ôn hòa, không cần phải dùng súng đạn, thì chúng ta đã thành công. Nếu chúng ta mà để cho chiến tranh nó xảy ra, thì những cái gì chúng ta làm không phải là công cốc hết, nhưng phải dùng máu của dân tộc Việt Nam để đi giành lại những cái mất mát đó. Mà khi nói tới súng đạn rồi thì súng đạn nó không có mắt, bom đạn nó không có mắt. Nên Hoàng Tôn mong là dân tộc chúng ta phải ý thức được, đồng bào phải ý thức được trong cái việc phổ biến tiểu sử của Tổng thống, phổ biến trưng cầu dân ý, giải thích được cho người dân. Không giải thích được người dân thì đặt ra những cái câu hỏi để cho người dân đi tìm những cái câu trả lời đó đối với họ, dẫn dắt họ vào trong trang nhà của chính phủ, vào những cái diễn đàn của Hoàng Tôn hoặc là của anh Đồng Tạ, hoặc là những cái diễn đàn của anh Francis, của những đại biểu và đồng nhiệm ở trong chính phủ, để những đại biểu trong chính phủ giải thích những cái tiểu sử của Tổng thống Đào Minh Quân, giải thích những cái đường lối của Tổng thống Đào Minh Quân, của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đến cho người dân. Đó, nên Hoàng Tôn mong là chúng ta phải đẩy mạnh cái vấn đề đó, cái vấn đề trưng cầu dân ý. Chúng ta phải đi phổ biến mạnh mẽ trong vấn đề trưng cầu dân ý. Đó, Hoàng Tôn mong là chúng ta phải đạt được như vậy. Vì những cái ngày tháng sắp tới chúng ta không có còn nhiều, chúng ta không có còn nhiều thời gian. Chúng ta rất cần dân tộc Việt Nam hiểu được những cái kiếp nạn mà họ đang phải gánh chịu, và hiểu được những cái diễn biến sắp tới trên đất nước Việt Nam của chúng ta, hiểu được những cái quyền lợi từ họ mất đi, bị cướp mất đi, và được Tổng thống Đào Minh Quân đệ tam Việt Nam Cộng Hòa trả lại. Họ chỉ cần trưng cầu dân ý. Chúng ta phải giải thích được như vậy đến cho người dân. Đó, nên Hoàng Tôn muốn nhấn mạnh và chia sẻ là chúng ta nói về Hồ Chí Minh thì chúng ta phải đặt ra cái câu hỏi, chỉ cần Đảng Cộng sản Việt Nam trưng ra được cái vân tay và thử được cái DNA của Hồ Chí Minh rồi nói tiếp. Còn chưa làm được cái đó, không cần nhất thiết phải bàn bất kể một cái gì với đối với những người mà muốn tranh luận, vì cái đó là khoa học. Mình nói ra những vấn đề khoa học mà không trả lời được thì khỏi nói tiếp. Còn cái thứ hai á, cái đề tài thứ hai là mình phải nói tới tiểu sử của Tổng thống Đào Minh Quân. Người thật, việc thật ra như thế nào? Đang làm gì? Đang đem lại những gì cho dân tộc Việt Nam? Sau khi Tổng thống Đào Minh Quân lấy lại cái quyền lãnh đạo của đất nước, thì tất cả những cái gì, cái màn mà Đảng Cộng sản Việt Nam cố tình che giấu cho một dân tộc sẽ được kéo xuống và sẽ được phơi bày. Lúc đó toàn dân tộc Việt Nam sẽ thấy ra được đủ mọi cái vấn đề trong đó hết. Đó, nên Hoàng Tôn mong là
chúng ta phải ý thức được và để giải thích được những cái gì đến cho dân tộc Việt Nam của chúng ta hiện nay. Đó, hôm nay Hoàng Tôn chia sẻ tới đây và chúng ta nghe một bài nhạc của Tổng thống và chúng ta chia tay. Trong tim anh biết hỏi phương nào, đời lênh đênh trôi theo dòng mệnh bạc, tìm quê hương qua dấu vết đau thương. 10 năm sau đôi chân mòn sỏi đá, từ đó dâng cao cao ước nguyện muốn trông, nhìn quê hương thân em gầy bóng nắng, nghe tim mình đau trọn cả mùa xuân. Ôi trùng khơi rừng rừng cuộn sóng, núi rừng ơi ập tâu nỗi ngày tự do, quê hương mòn mỏi ngóng trong lòng người đi nối nhịp trùng dương, cùng chung nhau đôi vai đồng hợp nhất, dập bóng dương cao cao vút một ngọn cờ. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày quê hương dân Việt hết đau thương. Năm qua anh phiêu bạt sương gió, nguyện ước trong tim anh biết hỏi phương nào, đời lênh đênh trôi theo dòng mệnh bạc, tìm quê hương qua dấu vết đau thương. 10 năm sau đôi chân mòn sỏi đá, từ đó dâng cao cao ước nguyện muốn trông, nhìn quê hương thân em gầy bóng nắng, nghe tim mình đau trọn cả mùa xuân. Ôi trùng khơi rừng rừng cuộn sóng, núi rừng ơi hợp tâu nỗi hờn, ngày tự do quê hương mòn mỏi ngóng trong lòng người đi nối nhịp trùng dương, cùng chung nhau đôi vai đồng hợp nhất, dập bóng dương cao cao vút một ngọn cờ. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày quê hương dân Việt hết đau thương. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày trong mơ
ngày sông núi đợi chờ. Và Hồng Tôn kính chúc quý cô dì, chú bác và quý anh chị em được một đêm ngủ bình an, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại. Thank you.